5 người đàn ông hoàn hảo đều khẳng định tôi là người độc thân. Đang làm giám đốc điều hành tại một công ty thiết kế và cung cấp nội thất cao cấp. Anh đang là một chuyên viên tư vấn bất động sản. Anh đến từ Hà Nội và hiện tại anh đang điều hành công ty riêng. Đây là villa nghỉ dưỡng và gia đình anh đang kinh doanh. Anh ở Đức vừa về Việt Nam đi du lịch. Trong số họ, ai là người đã có chủ, còn độc thân hay thuộc giới tính thứ ba? Hãy để bàn cố vấn tập này trổ tài phán đoán. Đây là một cái bẫy không thể nào mà nó thoát được khỏi cái màu đó hay sao đó. Hồi nãy nội thất của anh là nhập khẩu châu Âu à? Nếu mà em đổi bảng xanh thì có được gì không? Dạ thế. Discount. Không có cái bẫy nào. Hoa hậu Hương Giang. You know him? In one restaurant, I saw you before. And was he with a girl or boy? He focused on the girl. No purple for sure. Are you sure that wasn't his sister? Or his auntie? Okay, for now, because he's interior designer, I think he's purple. Sự trở lại của siêu mẫu đến từ Thái Lan. Look at. Hồi nãy khi mà nói là hôm nay là top những cái bạn mà có tài sản gọi là cách xù thì chị Giang bảo là không quan tâm, không quan tâm. Tới khi mà chiếu clip một cái, miệng chữ A, mồm chữ O liền. Anh ơi, em không quan tâm vật chất. Em là một người phụ nữ cô đơn. Ngoài sự nổi tiếng và xinh đẹp ra thì em không còn gì ngoài tiền. Em không còn gì ngoài tiền. Ca sĩ Bảo Anh tham gia lần thứ hai và đây là cái ca khó nhất tôi từng thấy, là tôi không có nhận được cái gì hết. Nếu mà nói em là giới tính thứ ba, anh cũng có cái niềm tin. Ca sĩ diễn viên Trường Thế Vinh, hãy cùng theo dõi tập 4 và chào đón bàn cố vấn cùng MC Trấn Thành. Quý vị và các bạn đang đến với Người Ấy Là Ai mùa 3. Chương trình do V Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên HTV2 V Channel. Chương trình năm nay được tài trợ độc quyền bởi Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta lại được gặp lại nhau. Phải nói rằng là cứ mỗi lần đến với Người Ấy Là Ai, chúng ta lại được một cái cảm xúc rất là hân hoan. Là tại vì trong một chương trình thì nó có quá nhiều điều để chờ đợi. Đầu tiên là chờ đợi một người dễ thương như MC đây, và những người đáng yêu như Hương Giang, và những khách mời đặc biệt nội địa có, ngoại quốc có. Mình chờ đợi những cô gái thật xinh đẹp và cả những chàng trai cực phẩm của chương trình. Và cái mà Giang thích nhất trong chương trình này á, đó là nó dẫn lối chúng ta, càng ngày chúng ta càng sống thật với cái trái tim của mình. Giang nhìn thấy ở đây tình yêu không có biên giới, không có khoảng cách, không có giới tính. Đó là những cái lý do mà khiến cho Hương Giang cùng tất cả mọi người có mặt ở đây đến mùa thứ ba. Và Giang yêu cái việc được ngồi ở đây mỗi một cái số, và chúng ta mang lại cho khán giả những cái giây phút thật là tuyệt vời. Cảm ơn những chia sẻ của Hương Giang. Okay, so this is the second time that you be here with Người Ấy Là Ai. Huh? Thanks for joining to the show this year. When I came in the first year, the show was just starting. The feedback was amazing. What I understood was that this show gave Vietnamese people a chance to come out and be themselves. Hey, I am LGBT, which is amazing. And I congratulate the show. Yeah, it's thank great. You. Thank you. Không biết là Bảo Anh cảm thấy thế nào. Thật ra khi mà em ngồi đây thì em chỉ tập trung á cho cái cô gái ngồi ở đây á. Trong những lần em tham gia, có bao giờ em đĩa được anh nào chưa? Cũng thích lắm nhưng mà mình kìm lại anh, tại vì cái chuyện đó là chuyện của người ta, đúng không? Mình đó, cho nên là mình tém lại. Em ngoan vậy. Sao anh? Em chia một tí cái điều đó cho Hương Giang có phải tốt hơn cho chương trình không? Thì trời, nói gì kỳ vậy. Giang ơi, mình nên lưu ý những gì Bảo Anh nói. Em chưa bao giờ mà có cái khi nào mà nghĩ cho bản thân mình hết trơn á. Chỉ có là em đợi cái cô gái này, cô chọn đúng như sai như thế nào. Còn dư ra ai thì em lấy cái đó, cái cơ hội hy vọng. Chứ còn không bao giờ trong quá trình mà em tranh giành, không có. Chỉ em lọt sàng xuống đi, anh hiểu không? Ok. Không có cái gì. Không, nhưng mà em thấy là nhiều lần chị Giang chị cũng nói bên này là thôi chọn cái khác đi để nhường cho chị đấy. Không chứ có không nói đâu. Như vậy em. Em chết kỳ quá. Không, nhiều khi nói vậy thôi chứ là trong lòng thì nó cũng nghĩ như vậy, thưa quý vị. Không sao, ai cũng có quyền được ước mơ và được ham muốn cả. Chúng ta cứ nên thể hiện, mình là Người Ấy Là Ai mà, đúng không ạ? Cứ thể hiện đi ạ. Nhưng mà riêng là bạn Vinh hôm nay thấy bạn có vẻ hơi khép nép. Vinh đến bao lâu bạn chưa yêu rồi nhỉ? Chắc cũng 4 năm rồi. Sao đi làm hoài không chịu yêu vậy? Tao không thấy có bồ vậy. Là tím hay là xanh vậy? Xanh. Xanh hả? Xác định nha. Mình là cái người mà ví dụ mình gặp người nào mình có cái cảm xúc thì nó sẽ tự động nó phát triển thôi. Mình không muốn gò bó vô một cái khuôn mẫu nào hết. Tại vì mình trước giờ mình sắp vô toàn sai thôi.
À. Bây giờ không sắp nữa. Look at, you know what? He's very sure that he's green, but can you check please? How? How? No. So, with a beautiful woman, how can you do like that? How can so fast like that? How slow. He needs to take time. Nhanh quá. Anh Vinh không thích nhanh. Slow down. Yeah. À, tức là gu của Vinh không có phải là disco. Nó không có nhanh như vậy. Nó cha. Không, chơi cha nhanh lắm, cha cũng nhanh lắm. Cha nó cũng hơi giật đó chị. Anh nó cũng giật đó. Rumba, đúng rồi. Thần. Đó. Lâu cái mình thấy một cái. Thấy một cái. Trong nghề của mình ai chậm kiểu như vậy ta anh? Ok, thưa quý vị, đó là một người đàn ông độc thân. Tôi khẳng định lại, đó là một người đàn ông độc thân. Chúng ta sẽ tìm hiểu anh ấy từ đây đến cuối chương trình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật chính của mùa 3. Có một cái tên tôi chắc chắn quý vị sẽ nhớ. Cô ấy tên là Huyền Thoại. Xin chào quý vị khán giả cùng các anh chị trong ban cố vấn. Mình tên là Phan Thị Huyền Thoại. Năm nay mình 24 tuổi. Hiện mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên khi tiếp xúc với Thoại thì có lẽ cái tên Huyền Thoại là điều mà khiến các bạn ấn tượng. Nhưng mà Thoại tin chắc rằng sau một thời gian tiếp xúc thì không những cái tên mà tính cách hồn nhiên và vui vẻ của Thoại sẽ khiến mọi người ấn tượng hơn. Hiện tại, ngoài công việc nghệ thuật ra thì Thoại còn có kinh doanh một cửa hàng bán mật phẩm và pháp phục nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thoại là một người may mắn trong công việc lẫn trong cuộc sống khi mà luôn được nhiều người yêu thương và giúp đỡ. Nhưng có một điều mà khiến Thoại trăn trở, đó chính là câu chuyện tình yêu. Chưa bao giờ mà Thoại cảm thấy trọn vẹn. Mình đã từng trải qua hai mối tình. Mối tình lâu nhất là 2 năm và gần đây nhất chỉ vỏn vẹn được vài tháng thôi. Đối với Thoại trong tình yêu thì mình luôn dành sự yêu thương và quan tâm chăm sóc hết lòng cho người yêu. Nhưng đổi lại, mình chỉ nhận được 2 từ phản bội. Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa. Quấn quýt thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ. Quan điểm của mình trong tình yêu là luôn dành hết sự quan tâm và chăm sóc cho người bên cạnh. Nhưng có hết lần này đến lần khác bị thất bại, thì có một người bạn đến và chia sẻ với mình điều như thế này. Thoại có biết giữa bạn trai của Thoại và Ronaldo Messi giống nhau điểm nào không? Lúc đó mình không biết được câu trả lời, thì người ấy trả lời đó là bị kèm quá chặt. Đánh đổi tất cả bình yên em đã có, để rồi đau thấu đến nghẹn lời. Nhớ một thời ai hứa không xa rời. Có lẽ trong tình yêu chúng ta không nên kèm quá chặt như vậy. Thoại đã sai khi không cho người bên cạnh mình được sự tự do riêng tư mà anh ấy mong muốn. Trước đây mình có rất nhiều hình mẫu về người bạn trai lý tưởng. Nhưng ngày hôm nay, đến với chương trình Người ấy là ai, mình chỉ mong sẽ tìm được một người bạn trai có thể đồng điệu về cảm xúc và quan trọng nhất là mở khóa được trái tim của mình. À, thưa quý vị, ai cũng sẽ có những cái lỗi lầm vừa qua và để nhìn nhận, thưa quý vị. Và ngày hôm nay, biết đâu bạn ấy sẽ kể cho chúng ta nghe nhiều câu chuyện thú vị. Thưa quý vị, Huyền Thoại. Wow. Wow. Wow.
Sao có cái tóc giống giống em vậy ta? Gì cưng? Có cái tóc giống em hả? Ừ, nói gì giống luôn, nói hết luôn đi cưng. Lần một để anh hỏi nè. So pretty. So pretty. She is beautiful, sexy. Hồi xưa nghe nói là bị phản bội nhiều hả? Dạ. Là khoảng mấy lần? Dạ, hai lần. Hai lần luôn. Tình đầu của em là một cái anh này ở Hà Nội. Tình đầu mà anh, mà là những cái gì đó mình luôn dốc hết tất cả cho người ta. Mà bản thân của em á, khi mà em yêu ai á là em muốn vung vén hết mọi thứ, lần yêu đầu cũng như lần yêu cuối. Em luôn làm những điều tốt đẹp nhất có thể. Em bỏ hết công việc của em luôn để em tìm đến tình yêu của em chăm sóc cho người đó. Nhưng mà có lẽ là do sự chăm sóc của mình nó quá đáng quá hay sao á, mà người ta cảm thấy là hơi mệt mỏi. Và người ta sau lưng em thì quen thêm 3 người nữa. Trời đất ơi. Em phát hiện ngay cái trong cái đêm Valentine luôn. Ngay lễ tình nhân. Quen một người muốn xỉu rồi mà em quen 3 người. Bao lâu thì em mới phát hiện ra? Dạ 2 năm. Anh đó lúc đầu là đưa điện thoại cho em xem, em giữ bát điện thoại hết tất cả mọi thứ. Thì một ngày đẹp trời là anh ấy đặt bát. Sau em mới hỏi là ủa tại sao anh lại đặt bát điện thoại? Thì anh ấy bảo là tại vì thấy em hay tò mò mọi thứ, em hay lục điện thoại em xem, thì thôi anh đặt bát luôn. Nhưng mà mình không ngờ cái điều đó lại là sự phản bội dành cho mình. Nhưng mà chị hỏi nè, cái chuyện mà khi mà em yêu đó, em yêu cầu người đàn ông phải đưa password cho em này, rồi kèm cặp các thứ, là anh ta chủ động hay là em yêu cầu? Thì lúc đầu, lúc mà mới yêu nó rất là cởi mở, đồng ý, em sao cũng được. Nhưng mà dần dần thì cái sự đó là sự khó chịu đó người ta. Người ta cảm thấy là không có được tự do nữa. Vậy thì cái cuộc tình thứ hai em có nhận ra điều đó không hay em vẫn tiếp tục kiểm soát tiếp? Qua cuộc tình thứ hai thì em rút kinh nghiệm từ lần thứ nhất. Là lần này em không kiểm soát nữa, mà là em để cho đi luôn. Là để thoải mái, là không có lấy pass, không có gì hết. Nhưng mà em vẫn kèm, vẫn đi ra ngoài đó để em chăm sóc, rồi em kèm cặp 24/24. À, là cái người thứ hai vẫn ở Hà Nội luôn? Dạ không, người thứ hai là ở Nha Trang. À, Nha Trang, à, yêu xa đấy. Yêu xa. Thì em rút kinh nghiệm như vậy, nhưng mà cuối cùng em còn bị cắm sừng nhiều hơn lần thứ nhất. Tội quá ha. Thì bây giờ em còn dám yêu xa nữa không? Không, em hết dám yêu xa rồi. Hết muốn yêu xa. Thật nhiên là em, bản thân em cũng không có ủng hộ chuyện yêu xa lắm. Ok, không yêu gì cũng được, nhưng mà bạn ấy cũng là cái người mà biết cái vấn đề của bạn luôn. Em biết. Em dành cho người ta quá nhiều, quá săn đón, quá tất cả mọi thứ chăm sóc. Em cũng dùng cái từ kèm là em quá hiểu cái hoàn cảnh rồi. Thế nhưng mà có những người đàn ông ấy, mình càng chăm sóc họ, họ càng ghi nhận. Họ ghi nhận cái điều đấy, nhưng có những người đàn ông họ cảm thấy họ không thoải mái với cái chuyện đó. À không, anh thì anh nghĩ thế này nè Giang ạ. À, anh nghĩ rằng là ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu mà khi cái người yêu mình chăm sóc mình cả. Cái đó là chung thôi. Nhưng chăm sóc và cách chăm sóc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng cùng là chữ chăm sóc, nhưng mà chúng ta làm như thế nào, chứ không phải là làm nhiều hay là làm ít. Em hiểu anh nói không? Dạ. Có những người họ chăm sóc rất ít, nhưng cái cảm giác của người đàn ông nó nhận lại được rất nhiều. Nhưng có những người như em chăm sóc cực kỳ nhiều, nhưng cái cách của em sai làm cho người ta cảm giác bực mình. Người ta nói là em mượn cớ để kiểm soát thôi, thì người ta sẽ cảm thấy không ổn với em lắm. Và bây giờ cho anh hỏi lại là từ trong trái tim của em ngay bây giờ nè, khi em quen một cái anh màu nó mới, em có còn muốn kiểm soát nữa hay không? Nói bằng trái tim nha, là muốn hay không, nếu anh ta đồng ý. Chứ anh không hỏi là em sẽ kiểm soát nữa hay không. Dạ có. Vẫn muốn luôn. Bỏ ngay cái tính đó. Anh hỏi em vì sao em muốn kiểm soát. Em trả lời được câu hỏi đó, anh sẽ cho em câu trả lời. Tại vì em muốn yêu một người nào đó mà người đó không giấu giếm em bất kỳ điều gì hết. Vì sao em không muốn người ta giấu giếm? Bởi vì em sợ bị lừa dối. Em sợ bị lừa dối hả? Đó là cái điều giết chết em, dù cho em có 10 mối tình đi chăng nữa. Nhưng mà cho chị hỏi là tại sao em lại sợ cái điều đó ngay từ cuộc tình đầu tiên? Cuộc tình đầu tiên là muốn kiểm soát. Nhưng cuộc tình thứ hai là cũng rút kinh nghiệm, không lấy password gì nữa. Thật ra bé nữa. Nó nói chữ rút kinh nghiệm là do bé nó nghĩ thôi, chứ nó không có thay đổi cái gì hết trơn á.
Đâu, giờ vẫn muốn nè, giờ vẫn em muốn hiểu mà. Đó là do nó nghĩ nó thay đổi. Thực ra cô Lucet có một cái điều muốn chia sẻ với em sau khi em chia sẻ nãy giờ. Okay. You know, when a woman feels like she needs to be in control, or needs to control something or someone, it's because she feels insecure about herself. And that comes from something that's happened to you in the past. You know, maybe something happened to her in her family that she feels like if she's not in control, she's scared or she's not herself. So that's why she feels like she has to be in control. Why she's so insecure and learns to accept that and let it go. Then she could go on with life not having to control everything or everyone. But it's within herself. She knows it that she always has to be in control because you just told her, right? You asked her and she said yes. But if she keeps doing that, you're gonna end up alone. Nhưng mà chị nói với em một điều như này này. Đó không phải là lý do mà người yêu em ngoại tình đâu. Có thể là anh ta chán ngấy em. Anh ta cảm thấy quá mệt mỏi với em. Nhưng có những người đàn ông đàng hoàng á, kể cả họ chán em đến mấy thì họ đơn giản nói lời chia tay thôi. Còn cái chuyện mà vì em kiểm soát kinh quá thì anh ta lại càng phải ngoại tình. Hai chuyện đó là khác nhau hoàn toàn. Em đừng để khi anh ta ngoại tình và em quay lại em nhìn nhận cái lỗi của mình là bởi vì em như thế nên anh ta mới ngoại tình. Thì em không được để cái chuyện đấy nó xảy ra trong đầu em nha. Nó không đúng. Bởi vì bản chất người đàn ông đó ngoại tình thế thôi. Để anh bổ sung vào ý của Giang, đầu tiên mình phải nói thẳng ra cái điều đầu tiên là em là người hơi gia trưởng tí. Em muốn mọi chuyện nó phải xảy ra theo ý em mong muốn, được chưa? Phải nhận cái điều đó đầu tiên. Biến cái điều đó ra khỏi đầu mình bằng cách chấp nhận mọi thứ. Trước khi em làm cái gì đó, luôn luôn đặt câu hỏi: nếu em là người ta, vui không? Nếu người ta không vui đừng làm. Hiểu anh nói không? Anh không tin em là một người mẹ tốt nếu em không thay đổi với cái tính này. Vì em sẽ bắt con em sống theo cái cách mà em muốn, không những chỉ là với chồng của em đâu. Em phải tập cách là mọi thứ nó đều xảy ra theo cách của nó, chứ không phải theo cách của mình. Tại vì thế giới nó có nhiều cá thể, còn em chỉ có một. Thì em phải theo số đông, chứ không thể bắt số đông theo em được. Đó là cái đầu tiên ha. Cái thứ hai, phụ nữ hay có tính sở hữu, đúng không? Đồ của chế ai cho em đụng, đúng không nào? Thì thật ra cái đó anh đồng ý. Cái đó nó là cái tự hào của mỗi một con người thôi. Nhưng mà thế này nè, nếu em nói em cần sĩ diện, em cần cái sự tự hào đó, tại sao mình không để cái người đàn ông nó phải tự nguyện là của mình, mà mình phải kiểm soát nó mới là của mình, thì em thấy em mất giá. Em có thấy không? Em cần sĩ diện, em cần cái sự hào quang, mà em phải đi kiểm soát nó mới là của em, thì cái đó làm sao mà gọi là có giá được, đúng không nào? Vì vậy cho nên nếu em cần lấy lại giá trị của một người phụ nữ, em hãy để đàn ông tự mò tới em và yêu thương trân trọng em, chứ em không đi làm cái chuyện đó bé ạ. Tại đàn ông nó đi săn bắt, con gái chỉ ngồi nhà hái lượm thôi em. Anh muốn biết về cái tên của em, sao có một cái tên đáng yêu thế này? Nó là một câu chuyện vui thôi. Bố mẹ em kể lại, gia đình của em á là có ba chị em gái. Thì cái lúc mà mẹ em mang thai chị đầu tiên, lúc đó là bố em xem phim Tây Du Ký, có một người hòa thượng tên là Huyền Trang. Thì bố mẹ em quyết định đặt cho tên chị hai em là Huyền Trang. Tới lượt chị ba của em thì đổi ngược lại thành Trang Huyền. Tới tên của em là phải là Huyền gì đó. Thì bố mẹ suy nghĩ hoài không biết giờ đặt cái gì Huyền gì ta. Thôi đặt lại là Huyền Thoại luôn. Nhưng mà em nghĩ là bố mẹ em mong muốn là em sẽ trở thành một cái gì đó đặc biệt ở trong xã hội này. Thì đấy, thì em thấy không? Bố mẹ em mong em trở thành một cái gì đặc biệt ý, thì em phải sống như vậy. Sống như một cái gì đấy đặc biệt chứ, đúng không? Đúng rồi. Đừng sống một cái cách tên cũng đặc biệt. Tại vì nếu em sống theo cái kiểu của em thì nó sẽ giống như tất cả những cô gái thông thường. Em tự chọn cho em để em là ai trong cái thế giới này. Dạ. Nếu em là một cô gái đầy đủ tự tin, đầy đủ bản lĩnh là bỏ chế, ừ, được, mời em, rồi hối hận em nhé. Bye anh hết giờ. Bye anh hết giờ. Chị ba có suất mới dành cho người khác. Thì lúc đó em sẽ là một cô gái có giá và tự tin. Và luôn luôn người ta sẽ tự tìm đến em, chứ em chẳng việc gì phải dùng cái từ gọi là kiểm soát, ok? Dạ. Chúc em thành công. Dạ, cảm ơn. Bây giờ đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ, em sẵn sàng. Và thưa quý vị, mọi người đã sẵn sàng. Chúng ta cố gắng chờ đợi thêm vài lát, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giây là. Người ấy là ai?
Và thưa quý vị, ngay bây giờ đừng rời mắt khỏi màn hình, bởi vì nhiều chàng trai đẹp đang chuẩn bị xuất hiện từ đó. Xin mời. Đầu tiên xin được chào đón Ngọc Anh. Cuối cùng là Hải Đoàn. Họ là những chàng trai của Người Ấy Là Ai mùa 3. Wow, wow, wow. How you think about the man tonight? I think I can tell which one is purple already, I think. Okay, em gái ơi. Dạ. Hôm nay menu có vừa miệng em không? Nhìn thực đơn món nào cũng muốn ăn hết anh. À, rồi, đất ơi, con nhỏ đang đói bụng chứ. Okay. Giang. Dạ. Sao, em có muốn thử món nào không? Dạ không, em thì không muốn ăn tại vì bà anh cũng biết là chị giống em đó, mình không có tranh giành, em hiểu không? À. Không có tranh giành bao giờ, bởi bữa vì nay là... em bị bao tử hả? Không có, tại vì qua hai mùa đó thì mọi người cũng biết rồi, em rất là vì các cô gái ở đây, không có phải nói nó là thiệt là như vậy. Yeah. Chỉ chọn cho em thôi chứ không ăn. Em nói gì mà nó ráng chân thành tí được không? Bảo anh ai gu em không? Ok, là có đấy, rồi đúng không? Cái này là món ngon là dọn sẵn rồi đó, nhưng mà không có việc gì phải vội em nha. Chị bà, là chị em... thấy em là hơi vội rồi đó. Thôi Huyền Thoại ơi, em phải nhớ nha. Dạ. Hôm nay lỡ cơm không ngọt, canh không lành thì em cũng ngó qua bên tay trái của em, cũng có một gã đàn ông áo đen, vest đen đang có thể chờ em đến cử, tại cũng khá lâu rồi hắn không có được yêu em nha. Dạ, thưa các anh chị, theo tin mà tôi mới được NASA báo xuống, năm chàng trai này hiện nay đều đang sở hữu những khối tài sản kết xù. Oh. Có tới đâu thì mời các bạn xem anh chàng số 1. Thiệt không? Không. Chào em, đã bao giờ em nghe đến thôn Hạnh Phúc, tỉnh Hòa Bình chưa? Nếu chưa thì xin em nhớ cho kỹ nhé, vì đây có thể là ngôi nhà hạnh phúc của em và chồng em sau này đấy. Anh là Ngọc Anh, đây là villa nghỉ dưỡng của gia đình anh đang kinh doanh và hiện tại anh đang làm quản lý tại nơi đây. Anh sinh sống chính và làm việc tại Hà Nội và thường dành một vài ngày trong tuần tại đây. Anh luôn muốn đảm bảo rằng mọi vị khách khi đến đây đều có những trải nghiệm hài lòng nhất và tuyệt vời nhất và mang một nỗi nhớ để có thể quay lại nơi này. Chính vì vậy, anh luôn muốn nhân viên của mình có được cái tinh thần trẻ trung và hiếu khách cũng như là anh vậy. Anh không biết mẫu đàn ông của em là như thế nào, nhưng anh muốn người phụ nữ bên cạnh mình có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của anh. Dù có khó khăn trong cuộc sống, tình yêu hay là công việc, chắc chắn là một người lạc quan sẽ vượt qua được những thử thách này một cách tốt hơn, đúng không em?
Mà cho anh hỏi một câu cuối nhé. Em có muốn dành thời gian trong tương lai của mình ở thôn Hạnh Phúc cùng với anh không? He looks young. Yeah, he's young. He looks like a baby. Tên gì anh nhỉ? Hồi nãy em không nghe Ngọc rõ lắm. Ngọc Anh em. Mấy người tên Anh thì thường thường dễ thương thật lòng lắm. Em chỉ bảo anh. Em đã cố bỏ qua những cái căn villa rồi những cái điều kiện của bạn ý. Thì chị thấy là bạn này chắc chắn không phải là màu tím. Cái cách mà bạn ấy ngồi nói chuyện tất cả mọi thứ thì cảm giác là một người đàn ông đó, không có tím đâu. Chị lại nhìn tiếp, bạn này biết đánh đàn. Những cái người đàn ông mà biết chơi piano đó thì thường là lãng mạn nha. Và ngọt ngào, thích làm những cái điều lãng mạn và bất ngờ cho người yêu của mình. Chị lại bỏ qua tiếp cái hồ bơi của cái villa của anh ấy nha. Thì đến cái đoạn mà anh ấy tiếp đón cái vị khách đó, yeah. Thì chị thấy rằng là đây lại là một cái người đàn ông mà ân cần và chu đáo nữa. Tại sao gia đình của anh ta lại giao cho anh ta quản lý cái villa này? Bởi vì họ biết là cái tính cách của cái chàng trai này có cái sự chu đáo, tỉ mỉ và ân cần. Thì chị nghĩ là một cái đàn ông mà tinh tế như vậy thì có thể sẽ biết cách giải quyết mỗi khi mà em tò mò những cái câu chuyện nó quá riêng tư và quá nhỏ nhặt. Thì có thể đây cũng là một cái người đàn ông tốt. Chỉ có điều là anh ta còn độc thân hay không. Đó, thì chị vẫn hy vọng rằng là anh ta độc thân vì có vẻ tương đối hợp với em. Ok, single. Hồi nãy khi mà nói là hôm nay là top những cái bạn mà có tài sản gọi là kết xù thì chị Giang bảo là không quan tâm, không quan tâm. Nói khi mà chiếu clip một cái là chỉ là miệng chữ A, mồm chữ O liền. Chị nói chị phải bỏ qua cái villa, chị phải bỏ qua cái hồ bơi không, em ơi. Chị A cái đầu tiên là thôi bạn này bạn ấy trẻ trông trẻ trung quá. Chị đừng giải thích nữa. Chỗ cây đàn đẹp quá. Cái con vịt trong hồ cây bơi xinh quá. Cây đàn không có gì đẹp hết. Em bước lại đi, cái đàn không có cái gì đẹp hết á. Anh ơi, em không quan tâm vật chất. Em là một người phụ nữ cô đơn. Ngoài sự nổi tiếng và xinh đẹp ra thì em không còn gì ngoài tiền. Em cô đơn lắm. Em không có cần quan tâm vật chất làm chi hết. Đúng không em? Em không biết, em không quen chị. Maybe that's why you can't find someone. Yes, you're too picky. Bây giờ Bảo Anh nói câu công tâm nè, em thấy làm sao? Đó, bị em lướt hết mấy cái nhà lầu xe hơi giùm anh cái coi. Lướt luôn cái hồ bơi cái coi. Thật ra để mà nói thì chị Giang nói cũng đúng nhá. Nếu như mà những cái người mà phụ nữ mà nhan sắc nè, xinh đẹp nè, công việc ổn định nè, mình có thể làm chủ cuộc sống của mình thì mình cũng không có cần quan tâm nhiều quá đến vật chất. Nhưng mà có thì nó cũng được em. Nhưng mà đúng không? Đó, thì nó cũng là một cái điều kiện đầu tiên, yeah. Gọi là một cái điểm cộng. Hiện tại là chị thấy đẹp trai, tên thì giống tên chị là chị thích rồi. Đó, cái nữa là thường thường thì phụ nữ yêu bằng tai mà. Cái anh này thì anh lại là rất là ngọt ngào. Thì coi chừng là anh ngọt ngào với em mà anh cũng ngọt ngào với nhiều người nữa. Đó, nên là tạm thời là mình cứ để đấy đã, yeah. Xong rồi mình phải nghe thêm bốn người còn lại xem như thế nào, yeah. Còn nếu mà xét về độ đàn ông thì chắc là chị cũng nghĩ là bạn không có phải là màu tím đâu. Chị cũng như chị Giang thôi. Nhưng mà độc thân thì hên xui nha. Dạ, yeah. Đó, bây giờ sao nhỉ? Không hy vọng gì giờ này hết. Cái gì trời, tao trẻ măng vậy mà không hy vọng gì giờ này. Nhưng mà biết đánh đàn xong rồi kiểu mà nói chuyện ngọt ngào thì em nghĩ là... Thôi em nghĩ cái gì em cứ dơ, không sao. Thôi chị nghĩ là đã có chủ, tạm thời là như thế đi. Dạ, yeah. Đấy, okay. Nhá. Anh nhìn em một cái. Thật sự là cái mái tóc này làm cho em trẻ hóa. Theo cái kinh nghiệm mà bạn anh á, những người đàn ông á, thì những người nào mà chơi piano thì thường là sẽ là ít nói nè, thích ổn định. Và đặc biệt nhìn vô cái công việc của em rồi cái tài sản em đang sở hữu thì qua một quá trình ổn định rồi thì nó mới có một cái như vậy. Thì anh có cái cảm giác em là người đã có chủ, chắc cũng chưa cưới đâu nhưng mà gần nghĩ tới cái chuyện đó rồi. Anh đoán vậy. Phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Đúng không? Đúng không? Đã có chủ hả? Giống em. Sure. Yep. I think you're right with that hairstyle. He looks very young actually. But I think because he's a manager of a villa that he also knows how to control things. He's like a conductor, maybe like her. Uh-huh. You know, because he has to run a business, run a hotel, manage people. But the only thing my problem is he probably too young. I don't know, with just by his face, but everybody looks young nowadays, so I don't know. But I think he's probably green, single. Yes. I think so.
As I think, the same. Đó là những suy nghĩ của mọi người. Và mời quý vị khán giả. Hai, 76 và 2%. Như vậy là anh này cũng được bình chọn khá nhiều. Bây giờ chúng ta đến với anh số 2. Anh ấy cũng có một số ít đồ chơi đấy. Handsome. Chào em, anh là Mạnh Tùng. Hiện anh đang là một chuyên viên tư vấn bất động sản. Em biết không, giá trị của căn nhà không chỉ nằm ở vị trí của nó được xây dựng mà còn ở nội thất và thiết kế bên trong của nó nữa. Cũng giống như việc gặp gỡ em ngày hôm nay, đừng quan trọng anh là chàng trai xuất hiện thứ mấy, mà hãy quan tâm đến tình cảm bên trong của anh. Anh vốn là một người khá là trẻ con, thích những điều ngọt ngào và anh đang cần một tình yêu dân lối. Chương trình sẽ là bà mối để em trở thành huyền thoại của anh. Chuyên viên bất động sản. Đầu tiên là phải nói rằng là chỉ có rất là nhiều bạn bè làm cái ngành nghề này. Thì cái nghề này nó rất là bận. Và một ngày sẽ tiếp xúc với cực kỳ nhiều khách hàng luôn. Khó mà kiểm soát được những cái người như thế này nha. Đấy là điểm đầu tiên. Thứ hai đó là sẽ tiếp xúc với nhiều khách hàng nữ. Đó, em cũng không kiểm soát được luôn. Thế nhưng mà anh này có một cái hay là như vậy này. Sau khi mà anh ta đi hết một ngày là chỉ thấy anh ta về nhà đắp mặt nạ và xem tivi. Thế là sau một ngày mệt mỏi là anh ta không nghĩ chuyện đi chơi hay là làm nữa, mà anh ta về nhà anh ta enjoy cái khoảng thời gian của mình. Thì đó có thể lại là cái điểm tương đối an toàn mà em mong muốn. Nhưng mà chỉ có cái điều á, tại sao lại bỏ một cái cô gái vô trong cái căn nhà cùng cái anh này? Thì có khi nào, có khi nào là gửi gắm một cái điều gì đấy vào trong cái nội dung này hay không? Hay là chính là kể lại cái câu chuyện ngày xưa mà anh ta gặp cái khách hàng đó, xong hai người quen nhau rồi sao? Đúng không? Và cái mặt nạ đó là cô ấy ướp cho anh này, để trong tủ lạnh lao ra ướp, rồi đeo lên mặt mát mát, rồi cái bồm con gấu nó là cô ta mua về đổ đầu anh này điểm sao, đúng không? Đúng, chính xác. Thì cho nên là bây giờ mình không biết là phải nhìn vào cái bằng chứng. Em ơi, em bình tĩnh nghe cho vui thôi em nhé, nhiều thuyết âm mưu lắm em nhé. Tự nhiên nghe chị Giang nói thì em thấy nó drama quá. Tự nhiên cái em nghĩ không biết là em đừng quan tâm em, Giang lâu nó hay bị vậy đó. Thuốc mê đó, tác dụng của thuốc mê đó. Người ta nhìn một cái bằng chứng trong cái video thôi, phải không? Thế tự dưng một mình ông này đi mua cái bờm của con gấu, có đi mua mặt nạ về, tại sao anh không nghĩ là mua chung với cả cái người ở chung anh ta dùng chung nhở? Ta vẫn còn rất là trẻ con, người ta còn có, người ta có giới thiệu mà. Chị hãy có niềm tin với cuộc đời tí đi chị Giang ơi. Người ta còn dặn nữa mà, đừng nhìn bề ngoài của anh. Thôi thôi chị kể đi, phong cách người chơi chị chọn màu đỏ đó. Em sao, em có thích mấy người mà có tính trẻ con không, hay là em thích người? Cái gu của em thì nó hay bị thay đổi liên tục. Ừ vậy em giống chị. All the time. Anh nghi chắc gu em chứ bảo anh. Cá nhân chị nha, thì chị thấy là bạn này rất là đẹp trai, đó, sáng sủa. Đó, tôi biết gu em mà. Your side baby. Thôi anh đừng có đoán nữa. Tai của em hay là không phải của em thì em cũng có được đâu. Em cũng có được đâu. Ok anh... Đấy thì bây giờ nào, anh ta sao nào? Thì vậy thôi. Dạ thì em thấy là bình luận xuất sắc. Nhưng mà em phải cho cái hướng cho bạn kia. Hỗ tay cho lý luận của Bảo Anh nè mọi người. Chắc chắn là không phải là màu tím rồi. Thôi em cứ đề phòng trước đi. Hai người đỏ rồi đó nha. Không, thực sự rất khó. Sao ông Vinh? Khi mà vừa bật cái video lên á, thì những cái hình mà trẻ của em á, lúc mà em hơi tròn tròn thì nhìn em nó hơi nghiêng về màu tím. Và có cái nét gì đó rất là giống anh Quang Minh. Mọi người thấy giống không? Nhưng mà khi em nói chuyện á, thì em có một cái nét nó rất là đầm thắm, nó rất là ôn tồn. À, rộng lượng á. Nãy Giang nói là khi em là người có chủ rồi, anh có giật mình, anh nghĩ là maybe một cái người cái tính như em á là anh? Rất rất dễ, đúng dùng không? Dùng chung đồ trong tủ lạnh, đúng. Với cả người yêu hoặc vợ. Cái video nó là hướng mình qua cái hướng là màu tím. Dạ đúng. Bởi vì anh có biết thoại. Cái tính thoại thì cũng hơi kiểu là sốc nổi, hơi cá tính chút. Thì em với thoại anh hy vọng là hai bạn sẽ hợp, cho nên anh đặt em làm độc thân. I also think because of his work background that possibly he is compatible with her as well. Because one, he sells condos, right? Flats. He knows how to talk.
public relations, good, maybe good with people, something that could be good with you as well. And you're right that he meets people all day, every day, talking all the time. So when he comes home, maybe he wants to relax. He wants to chill, enjoy, have a conversation. Since you like to be in control, you can control the dinner, you know? So it looks like you're a good, you know, it's a good, good match, possibly. Yeah. Yeah. I have a feeling, I don't know why, I think he's single. I feel like you. Uh-huh. Khán giả ơi, vote giùm em. Wow, cái này cũng bị tình nghi với thứ ba nhiều nhờ. Bây giờ chúng ta đến với anh chàng thứ ba nào. Xin chào em, anh là Hải Đoàn. Anh đến từ Hà Nội và hiện tại anh đang điều hành công ty riêng tại đây. Từ lúc trưởng thành, anh luôn nghĩ rằng người đàn ông là phải có sự nghiệp vững chắc thì mới tự tin mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Chính vì vậy, anh luôn nỗ lực không ngừng và hiện tại anh là đồng sáng lập kiêm chủ tịch điều hành công ty trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển và thương mại điện tử. Hiện tại công ty đã hoạt động được 3 năm và đang phát triển ổn định đúng như theo kỳ vọng của anh. Có thể nói anh là một người phân định rõ ràng trong công việc và đời sống. Trong thương trường, anh là một người lạnh lùng, quyết đoán. Nhưng khi gạt bỏ những áp lực trong công việc, anh lại là một người thích tận hưởng. Mẫu người của anh chỉ đơn giản là một cô gái có nụ cười khiến anh có thể gạt bỏ hết mọi mệt mỏi. Ở độ tuổi này, khi mà ai cũng đã lập gia đình và cứ mỗi lần nhận được thưởng hồng, anh lại thở dài, bao giờ mới tới lượt mình đây? Và bây giờ đã đến lượt của anh và em. Đừng xoay vào ôm mất lượt em nhé. Phải nói là anh này ở trên hình là đẹp hơn ở ngoài rất nhiều nha. Đợi xíu để tôi gọi tôi kiểm chứng. Em thấy đẹp mà. Em lại gần đây nhìn có thể dễ chịu hơn rất nhiều. Tại vì nhìn từ xa cái đèn nó sáng qua cái mặt anh ấy có vẻ hơi rộng á. Ừ. Không đẹp, đẹp. Anh ấy đang xài dầu thơm Aventus của Creed. Thơm lắm anh ơi. Dầu này là 8 triệu một chai. Như vậy là có điều kiện nha quý vị. Tôi báo luôn đúng mùi đó không? Đúng không? Đúng nha. Ừ. Ok. I know that he's using Creed perfume. Mm-hmm. But his makeup is so white. It looks like the color of a LGBT. Why no? Because he come from the Hà Nội. The North, right? Cái vấn đề là người đàn ông Hà Nội á, thường nha, 24, 25 có khi đã lập gia đình rồi. Thiệt. Trông rất là sáng sủa, lại còn có công việc ổn định. Thì em nghĩ nếu mà anh ta không chủ động thì các cô gái cũng tấn công, đúng không? Thì chỉ thấy anh này anh đã có tất cả rồi, chỉ thiếu mỗi vợ thôi. Thì có lẽ đâu đó là anh ta đã có cái người mà, và có thể chính là cái cô bé trong cái clip đó. Mà cái mặt này xin lỗi bạn nếu học đúng, hơi gia trưởng luôn. Hơi gia trưởng như vậy nhiều khi lại hợp với cô này, cô thích kiểm soát. Không khác nha em, cái này mệt nha. Cái này mà đụng là mệt nha. Không, nhưng mà cái kiểu người đàn ông này, chị nói em nghe nha. Dạ. Bận như thế ra ngoài văn phòng lập công ty riêng là rất đau đầu. Nhất là cái mùa như thế này, tiền vặt mặt bằng này các thứ này, nó rất là chậm. Mà suốt ngày nhắn anh đang ở đâu, làm gì, ăn trưa chưa, ăn tối chưa, về chưa, mấy giờ là chết đó. Mà em ở xa nha, anh ta ở Hà Nội. Cho nên chị nghĩ là khó đó. Nhưng mà khả năng là khó có cửa, bởi vì là dễ là cái cô đó là cái người mà bên cạnh anh này, cho nên chị chọn là đã có chủ rồi. Không, nhưng mà thiệt hồi nãy em coi cái clip thì em cũng thấy là hơi nghi là cái cô ở trong đó là vợ của anh này đó. Sao trong clip nhiều cô thế nhờ? Em vẫn đỏ ha. Dạ thôi em vẫn đỏ nha. Ok, Vinh sao Vinh? Tham gia lần thứ hai và đây là cái ca khó nhất tôi từng thấy, là tôi không có nhận được cái gì hết. Không, lần trước ông nói tôi câu y chang vậy đó. No, lần đầu. Thì em á, anh nói thiệt á, nếu mà em làm điệp viên hợp lắm, em biến thành ai người ta cũng trời đất ơi, nhìn vô không có nhận diện được em. Nếu mà nói em là giới tính thứ ba, anh cũng có cái niềm tin. Nó rất là khó để mà nhận ra em. Nhưng mà cái cảm nhận đầu tiên là có cái người kế bên rồi. Ok.
What about you, lady? Well, you know, at the beginning when you asked me what did I think, I said, oh, I think I know who's purple. How you think about the man tonight? I think I can tell which one is purple already, I think. And I thought it was him. Uh-huh. Because just the way he walked and the way he has his hair and he's very white. And then when I watched the video, the way he spoke, I really, really, really thought that he was purple. But then when he said they revealed that he's from Hanoi, with my experience on the three times that I've been here, every man that came from Hanoi is not purple. So I don't think you're purple. So therefore, like everyone else, I think he's not single. Oh. I think he's red. Full red. I think so, yes. Quý vị khán giả giúp tôi với. Wow. 34% đã có chủ, 59% và 7% là giới tính thứ ba. Thật ra 34% đã có chủ là khán giả cũng cảm nhận giống giống mình đấy. Đó. Và chúng ta hãy đến với đôi hàng lông mì bén lượng đó thưa quý vị, là anh số 4. Chào em, anh tên là Tommy, anh ở Đức vừa về Việt Nam đi du lịch. At the moment, I'm working in an agency in a management position in the fashion industry. Right now, I plan to make an internship in Vietnam to collect a lot of experience from different cultures. When I come here, I feel so comfortable because I love the people, I love the culture, and I also love the food. It's so a pleasure for me to visit Vietnam and see so much many places, and it's also a big chance for me for meeting you. When I have free time, I love to go to the gym. And I also love to dance and move my body. When I'm dancing, I feel so good, I feel so free, and dancing gives me the opportunity to show myself and my emotions. Thứ hai là Monday, thứ ba là Tuesday. Còn người yêu của em là Andy. Hãy chọn anh nha. He remind me to Johnny. You remember Johnny? Oh yes. Last episode, Johnny. Johnny, Tommy, Johnny, Tommy. Hôm nay là Tuesday, mai là Wednesday. Khi nào anh mới come out đây? I think so. Bây giờ nha, theo cái nhận định của tôi thì râu này là râu tỉa kỹ. Anh chỉnh chu đó, lông mày anh còn tỉa mà. Không, nhưng em nghĩ là cái đó là cái style của anh này thôi, chứ nó không phải là anh ta cố tình để gồng hay để giấu giếm một cái điều gì đó. Em nghĩ là với cái bản tính của anh này, dù anh ta có là cái gì, anh ta cũng sẽ sẵn sàng đứng lên và nói that is me. Chỉ có cái điều á là mọi người có nhớ Johnny là cái bản mà tập 1 của cái mùa thứ 2 không Thành? Anh nó cũng rất là cao to, đẹp trai, nhưng mà có cái style giống cái anh này. Và sau đó anh ta đã công bố anh ta là bisexual, mọi người nhớ không? Cho nên là em vẫn giữ quan điểm đó là màu tím. Ok, Bảo Anh theo thấy sao kìa? Em quay qua chị Giang cũng nói là màu tím, mà anh Vinh cũng nói là anh cũng nghĩ là màu tím, mà em thì lại cảm nhận khác. Tại vì em cũng có rất là nhiều những cái bạn mà dancer mà người ta rất là man, thì tự nhiên sao em lại có cảm giác là real man luôn á, mà kiểu là độc thân luôn á. Mình đâu đó vẫn feel trong bạn này có một cái gì đó rất là strong, chứ không chỉ là cái kiểu kia. Nó sẽ có hai trường hợp các bạn. Một là như Giang nói cũng hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng mùa 3 em biết cái mùa 3 là một cái mùa mà nó không làm mới không ai coi, em hiểu không? Yeah. Nó biên tập nó phải đi lùng sục những cái con người nào mà lạ lùng, những cái người mà dễ gây hiểu lầm, không mà đưa vô đây. Đúng chưa em? Đâu có để cho em dễ đoán như vậy. Anh là biên tập đi, mà cái anh này cái lông mày, lông mi anh vậy rồi anh gắn vòng tay này nọ. Anh sẽ cố tình làm gì đó cho men hơn, anh vẽ nhiều râu hơn, anh làm gì đó. Thí dụ nhìn cho nó gentleman hơn. Tại sao?
là để cho chúng ta thấy một cái sự lộ liễu như vậy, rồi nhìn anh ta chân mài bén này nọ để chúng ta hiểu lầm, loại đi, rồi một lát nữa biến ra cái bản màu xanh lá cây cho em tức chơi vậy đó, em hiểu không? Thì anh nghĩ là ở đâu đó anh này, anh đến từ châu Âu, từ Đức, có cái cá tính mạnh mà do nhiều khi người ta điệu thôi. Thế sao không nghĩ là biên tập đã cố dặn rồi, em ơi phải để dâu nó tựa lưa ra, phải để dâu tựa lưa ra nha. Vẫn lén lén tỉa. Trước khi lên sân khấu vẫn lén lén tỉa lại thế này. Có hai trường hợp chứ không có phải là không. Ok, nó chỉ nằm trong hai khu đó thôi. No. Nếu men là men cực kỳ, còn nếu cái hướng kia là anh đảm bảo em là thoải mái luôn, chỗ nào cũng vô được hết. Anh cái cảm giác đầu tiên khi mà bước ra, anh có cảm giác là bạn là LGBT ngay lập tức. Anh có thấy cái cá tính như em á trên phim rất là nhiều. Những người mà gay và rất là tự hào họ là gay và họ thể hiện ra và họ muốn sống phá cách, họ không muốn theo một cái khuôn khổ nào hết. Kể cả ở Việt Nam anh cũng có những cái người làm việc chung với anh cũng là như vậy. Nếu mà chương trình muốn lừa thì chương trình thành công, tôi bị lừa chứ tôi chắc chắn luôn được kỳ. Well, I kind of agree with you because even when he walked out and he stood there, I was like, oh, he's got to be purple because his eyebrows, you know, they're darker than mine, like a makeup artist or something. And then, so I think you're an artist, obviously, because you're a dancer, you know, you work in fashion. But when, as I was listening to you speak, there were some words that just had like a tone that LGBT people, the way they speak. There, for some reason, when I listen to your voice and you speak, you sound like you're purple. Vâng, thì mời quý vị khán giả. What? 264628. Wow. Single. Phân bổ really? Cũng khá đều nha. Really? Thank you. Người cuối cùng. Ôi giời, nhà to đấy. Wow. Wow. Chào em, anh là Huy. Hiện tại anh đang làm giám đốc điều hành tại một công ty thiết kế và cung cấp nội thất cao cấp tại Việt Nam. Oh, really? Gặp anh này đâu rồi á? Đã từng có thời gian làm việc tại ở Đức đâu rồi? Cũng như là cơ hội đi vòng quanh trên thế giới, nhưng anh vẫn quyết định quay về Việt Nam để thực hiện công việc này. Rồi, đã gặp anh này rồi. Ngoài thời gian dành cho công việc thì mỗi người cần có một cái khoảng lặng cho riêng mình. Và anh dành thời gian ấy để chơi tennis. Thể thao là một niềm đam mê của anh. Nó cũng giúp anh tăng cường sự sáng tạo, nhiệt huyết và năng lượng trong công việc. Với anh, mỗi điểm số trong một trận đấu tennis đều bắt đầu từ một cú giao bóng thật chính xác. Và anh muốn dành cú giao bóng này để ghi điểm tuyệt đối trong mắt của em. Em ơi, nhìn xa cứ bảo khó gần, sao không thử lại gần biết đâu lại khó xa. Hãy chọn anh em nhé. No, 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 no. Đây là một cái bẫy. Cái combo mà công ăn việc làm ổn định, chơi tennis, sống một cuộc sống rất là healthy and balanced từ Đức về. Trời đất ơi, không thể nào mà nó thoát được khỏi cái màu đó hay sao đó. Chị có thể nhìn trong ánh mắt của em, chị biết đâu đó có gu. Dĩ nhiên anh ta có tất cả những điều kiện đó. Anh ta là gu của mọi nhà, ai cũng sẽ muốn ở bên cạnh một người đàn ông như vậy. Cái duy nhất mà làm chị băn khoăn ở đây là chị không tin là anh này còn độc thân. Tất cả những cái combo đó nó chống lại anh với cái đôi giày tennis màu đỏ đó nữa. Cái người đồng hành cùng với anh, cả hai người cùng tập, có cái cảm giác rất rõ ràng như vậy. Cho nên là vẫn phải rơi về màu đỏ cho anh. Thật ra tôi nói thiệt, men là chắc rồi. Cái cách nói chuyện rồi cái tay dơ đưa cuốn sổ thôi, men mà nó men không thể nào men hơn. Thở ra mùi đàn ông mà. Tóc tai kiểu này bước xuống
Là thấy là thấy không? Tao cho mình biết cảm giác gì không? Lão gia. Bẫy, đây là cái bẫy. Lão gia, gia chủ của ngôi nhà này. Lão gia bữa nay ăn gì à? Đó là người ta là phải có gia đình hết trơn hết trọi rồi. Excuse me. It's a Rolex. Tất nhiên rồi, từ Đức về rồi làm một cái ngành nghề làm đẹp như là nội thất mà. Hồi nãy nội thất của anh là nhập khẩu châu Âu à? Nếu mà em sắp tới em làm thì nó có cái discount. Nếu mà em đổi bảng xanh thì có được gì không? Không có cái bẫy nào. Mọi người ơi, không có cái bẫy nào hết trơn. Trời ạ, bình thường. Không đùa chứ thật sự. Em không tin chị luôn. Thật sự là rất khó. Trời Giang, anh không tin là một cái con người mà sống như em luôn á Giang. Chỉ vì vài đồng tiền mà em không thừa sức kiếm mà em có thể đổi lấy cái niềm tin của một con bé đó đang bị chơi với. Nhưng nói thật lòng, nó khó giơ biển khác cho anh lắm. Cái mặt của anh nó cũng đỏ nữa kìa. Hai đôi giày trong clip cái mặt cũng đỏ nữa. Trời ơi, càng đỏ nữa. Ê, nó nghe nè, cái ông này mà bây giờ độc thân tôi mới xỉu nè nha. Xỉu. Em thì em cũng đang nghĩ là độc tôi thân không biết luôn sao á. Tôi nói thiệt nha. Bây giờ mọi dữ liệu á, yeah, mọi feeling là chắc chắn đỏ. Đỏ tới 98%. However, cái chương trình này nó tới mùa 3 rồi, em đâu có bưng một cái mâm mà nó dễ ăn, nó dễ nuốt mà nó lộ liễu như vậy đi cho, đúng không? Cái ca thứ tư này thì cái chân mày là quá lộ liễu. Rồi cái ca thứ năm thành đạt thì quá lộ liễu. Mà em làm như vậy mà nó đúng nữa thì em coi thường biên tập chương trình quá, đúng không? Mà nãy giờ là bạn huyền thoại đó, là bạn nói là bạn rất là, đây là gu của bạn đó. Bây giờ nếu như mà anh này nè, ảnh cố gắng, ảnh làm việc, ảnh lên một cái vị trí như vậy, quá mất cái thời gian để mà ảnh cố gắng cho cái sự nghiệp của ảnh, thì có thể là ảnh không có thời gian để mà yêu đương. Thì ảnh thật sự là ảnh muốn lên đây để ảnh tìm một cái người mà để có một cái hạnh phúc thật sự với anh thì sao? Ừ chị đấy. Chị đừng có có thời gian xây cái nhà to như thế mà bảo không có thời gian yêu đương là dư thế nào? Thì vì xây cái nhà to quá nên là không có thời gian, bận xây cái Giang nhà rồi. Ơi, bây giờ khổ nhất là cứ đánh tennis xong rồi lại đi xây nhà, xây xong đó, rồi đánh tennis, chưa có ai đánh chung. Đàn ông xây nhà là có đàn bà xây tổ ấm trong nhà đó. Chết thiệt, nó nói không cãi nó được luôn em ơi. Rồi nhiều khi anh giả bộ đến anh bàn ra mà nói cái cũng không có bàn ra được nó thiệt á. Sao mà bảo anh độc thân phải không? Thì nhìn thì em nói với anh rồi, 98% là như chị Giang em nói muốn tin đó, cái gì đó thú vị hơn đúng không? Dạ em tại vì trong thật sự nếu mà để nói á, trong 5 người á thì gu em là gu số 5. Mệt quá à, không có. Ý là em nói là cái anh này là anh hợp với cái bạn này. Thì gu em thì cũng đúng là cũng giống vậy. What? Không, nghĩa là thành đạt rồi, nói chung là nhẹ nhàng, anh nói chuyện nghe rất là nhẹ nhàng. Trời ơi, gu là gu sành thành đạt đúng không? Không, nhưng mà hãy cho thử một cái gì đó thú vị, đem một cơ hội gì đi. Rồi một người đàn ông thành đạt nhìn một người đàn ông thành đạt nói đi. Khi mà bước ra một cái á, thì mình có quan sát là anh này là cái người hào hứng nhất. Và nhất là khi ảnh nhìn thấy cô gái. Oh yeah. Ảnh nhìn một cái là wow. Thì ngay từ đầu mình đặt cho bạn á, là bạn là một người độc thân. Khi mà bạn bắt đầu nói chuyện á, thì mình lại có một cái chút gì đó nghĩ bạn là màu tím. Cái cách bạn rất là từ tốn, anh không tin đây là người đã có chủ. Ok, phong cách người chơi. Yeah. You know, he's so perfect. Yes. You know, handsome, great body, takes care of himself, wears a Rolex. So I kind of think he's too good to be true. He's got to have somebody. There's no way he can be single. But I don't know any man who is interior designer. I know is gay. Is purple. Architect is different. Architect is they design houses, they design rooms, you know? But interior designer, they look at glasses, crystal, they look at curtains for material, they look at sofas, they look at cushion, which goes with this color room. So they're more artistic, they're more purple side. But excuse me, look at, you see that he has a square shaped face. Yeah, and? It means the structure of the bones, it's so developed, so. So?
And? Well, I remember. I met him before. You know him? In one restaurant. I saw you before. And was he with a girl or boy? He focused on the girl. No, no papa for sure. But did you see him play tennis? When he hit the bar, he went... Are you sure that wasn't his sister? Or his auntie? I sure, no papa, for sure. Believe your feeling. Okay, for now, because he's interior designer, I think he's purple. I could be wrong. Dạ, có thể cổ sai nhưng mà hiện nay là cổ nghĩ như vậy nha. Và cổ không tin Hương Giang bởi vì cổ biết Hương Giang là thường nói cho có cho vui vậy thôi. No, I met him before mà. Ok, mời quý vị. Ôi, single. 92% độc thân nha. Chỉ số hơi cao. Em gái ơi, cho anh một cái tên. Anh ta sẽ dừng lại cuộc chơi bởi vì anh ta không phù hợp nhất với em. Sau khi lắng nghe tất cả ý kiến từ ban cố vấn, nữ chính Huyền Thoại sẽ đưa ra quyết định gì? Hãy cùng chờ xem sau ít phút. Người ấy là lời đầu tiên thì cho em cảm ơn Nam Anh đã đến ngày hôm nay và người em không chọn đó là anh Tommy. Cảm ơn em. Mời các bạn vào trong cho phần xuất hiện của mình. Thank you. Bé ơi, sao em loại anh ta vậy? Tại vì anh ấy không phải là gu của em. À, gu, ok, nên em nói về gu thì ai cãi em nữa. Ok, mời em giao bảng và mọi người mời giao bảng ạ, xin mời. Và xin mời Tommy. Em ở trên trời cả những bờ cát, cũng như con thuyền cần biến để ra khơi. Những con phố cần hàng xe đi vội vã, để anh đưa em về tận cửa nhà. Dù cuộc đời bao khó khăn, thì trên môi em vẫn luôn mỉm cười. Tình yêu em trao đến cho mọi người. Ông trời đây lạc em ở đây lâu chưa mày, lâu chưa mày. You know, kể trời mưa thì anh chờ em cũng như vậy. Tin anh này, cause girl I need, I need you so. I need you so. Cause you know, không có em thì anh sẽ chẳng là gì. Yeah. Muốn đi câu thì ai cũng cần thính, nhưng muốn câu em thì anh cần là chứng minh. Yeah. Dù cuộc đời bao khó khăn, thì trên môi em vẫn luôn mỉm cười. Tình yêu em trao đến cho mọi người, chẳng đắn đo. Ông trời đây là em ở đây từ lâu chưa mày, lâu chưa mày. Như mơ, cây trời mưa thì anh chờ em cũng như vậy. Không có em thì anh sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng là gì. Đàn ông vượt núi lấp biển, dù cho sóng gió không ngừng vẫn sẽ là. Really? Is that final? Really? Why am I here? Why am I standing here? Why do you catch? Oh my God, it's Temple!
dù cho sóng gió không ngừng vẫn sẽ là. Oh my god, what's up? It won't finish. Như vậy còn chưa đủ nữa hả Giang? Trời đất ơi, tội nghiệp, lúc kẹt của tôi bắt lên tùm lum tà la, tội nghiệp người ta. Trối lợi rồi đứng bắt nhỏ ngồi câu hai ông nội hung. Long time no see. Yeah. I don't think you're a couple. Brother? That's my brother. Yes, it's right. Oh my god. Cái đứa tròn nhà nãy em nói vừa. Dạ, bởi vì trông rất giống. You introduced him to join to the program or... He wanted to be. He introduced me to come to this show, and I'm very nervous on this show right now because I come here for two reasons. The first reason why I'm here is for my brother John. He was here on the last season on the first episode, and he said that he's bisexual, but he's not. And he do this to protect me. Oh, just a second. Wish that I could find the words to explain now. As I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly. You wanna protect me, and now I'm confident to speak for myself. I want to use my voice for something positive here to reach a lot of people who maybe feel like me, who identify themselves. In my opinion, it's not important what you are, it's important who you are. So I think you have to meet a person who appreciates you by your character. Find someone who wants to grow with you, who wants you to be the best version of yourself. Yeah. As you tell me, your brother is not bisexual, so... No, he's not bisexual. He's straight. He's straight? He's straight. Really? Because it's in Germany, it was very hard for me. I don't know what I want. At the end of the day, I think we are all humans. We all want the same. And this point means a long of time for me. And my brother put my weights under his shoulders. Oh my God. You decide to be here to tell everybody who you are, or you decide to accept the invitation from your brother. Yes, he asked me if I want to join the show, and I do this for myself because I think I'm confident enough now. The first time I think, oh, I'm just a normal guy. What should I do here? But then I think, so I'm just a normal guy. That's why I'm here, because I'm just normal. I'm just a human like all the other people here. So. So emotional, and you just want to cry because you're talking something that people always get bad behavior or bad point of view about people like you. So what exactly did you suffer anything from your past? So a long story. It's not easy to talk about. It's even in Germany. First of all, hello everybody. My name is Johnny Cheung. I was on the last episode here. About my brother, I want to tell something. In the past, he suffered a lot about his bisexuality. I think everyone who grows up or has parents, they will have a normal life, means male and female create a family. In his case, he experienced also a love for both sides, means for female and male. And of course, it's always a thing. I would say it's strange, first of all. And my parents, also very conservative, they didn't accept that directly, and they asked themselves all the time, what did we do wrong, our son? Is this our mistake or why? But all these questions about why and why this happened makes my brother feel more worse. It sounds like it is a sickness to be LGBT. And I'm very thankful for the Nala show that they gave us a chance for me and for my brother, and also for the LGBT community to talk, to give us a choice to spread a message. And I think my parents slowly accept too, because it was nothing anymore to hide. It was a public, and also my brother learned to know himself more, to accept what he is.
And did your parents know that your guy is come here for the show? We don't talk a lot about it, and I think my mom know it, mm-hmm. but my dad never speak to me about this topic. Your dad won't accept that? I think he will accept it, but we never speak about it before. It's like an unspoken topic. Okay, but he's Germany or? He's also Vietnamese, and Vietnamese. They're both in Germany right now. Hy vọng là ngày hôm nay khi xem xong chương trình này thì hai bác sẽ cảm thấy thoải mái hơn, là bởi vì khi một người đàn ông đứng đây nói để xúc động tới mức độ mà phải khóc giữa trước mặt bao nhiêu người, có nghĩa là họ đang muốn nói là sự thật, là họ không giấu giếm được, họ không kiểm soát nó được. Nó là một cái điều gì đó đến tự nhiên, và chỉ vì mình muốn trở nên giống với mọi người thì mình mới gọi cái đó là bình thường, thì cái điều đó mới là điều không bình thường. Chúng ta được sinh ra bởi nhiều điều: cá tính, trí tuệ, vóc dáng, nhan sắc, thể chất. Tất cả những điều đó đều là một trong những cái giúp cho chúng ta khác biệt. Thì giới tính nó cũng vậy thôi, thưa quý vị. Nó chỉ là một trong những cái thuộc về con người. Và nếu ai cũng giống ai thì không có xã hội. Vì vậy cho nên vô tình, ngày xưa người ta chỉ biết đến hai giới tính là nam và nữ. Bây giờ mọi thứ nó phát triển và mọi người đều thấy rằng là nó có nhiều hơn như thế, nhiều hơn hai những cái thể loại giới tính khác nhau, nên chúng ta nên từ từ cảm nhận nó, bởi vì theo thời gian nó sẽ bình thường. Khi người ta thấy nó quen và có những con người dám đứng lên nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng họ dũng cảm, bởi vì họ là những người đầu tiên tiên phong để cho mọi người biết rằng họ bình thường. Don't be sad just because your parents still not accept you. Because you know, you need time to accept yourself. This means your parents need time to accept yourself too. So don't ask too much, they need time. But you have to be happy, because like beside you, you have a very good brother. One thing you need to do now, like try to become successful fast and faster. That's make your parents proud of you and proud who you are. Just thank you strong. Very much. Yeah. Cho em có thể ôm bạn một cái không ạ? Cảm ơn bạn vì ngày hôm nay đã đến chương trình này. Thì nói chung là bạn bè của em thì có rất nhiều người cũng là giới tính thứ ba. Nhưng đối với riêng em á, thì những người ấy là những người cực kỳ tình cảm. Thì lời khuyên mà bạn dành cho mình khiến cho mình rất là xúc động. Và mình nghĩ là đúng như bạn nói, chúng ta là ai cũng được, chỉ cần là đúng là chính mình. Cảm ơn bạn. Cảm ơn em. Do you want to say something to the girl? I hope that you will find a person who appreciates you and who loves you for who you are. That's my hope to you. Thank you. Thank you for joining to the show. Thank you, Johnny. Thưa quý vị, một câu chuyện khá là cảm động và thú vị, phải không ạ? Một người đã từng tham gia Người Ấy Là Ai và tìm được chân lý ở chương trình này và mong muốn mang em trai mình đến đây. Anh ta có thể đã nói dối với khán giả rằng anh ta là người song tính, nhưng điều đó để giúp cho em trai thì cái lời nói dối đó thì chúng ta không trách người ta hen, quý vị hen. Dạ vâng, xin cảm ơn. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với bốn chàng trai để chúng ta tiếp tục hành trình tìm kiếm chàng trai phù hợp nhất dành cho Huyền Thoại. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giây nào. Và các bạn đã trở lại với Người Ấy Là Ai mùa 3. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được tài trợ độc quyền bởi Samsung Galaxy A71 với công nghệ tiên phong camera macro chụp cận cảnh. Thưa quý vị, đây là vòng thi thứ 2 và hiện nay chỉ còn 4 chàng trai trên sân khấu. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ luôn luôn có một trò chơi gì đó rất là thú vị để các anh ấy phải vận động cực kỳ nhiều và loài ra một số những cái không cần loài.
Thưa quý vị, Huỳnh Lý và Ngọc Phước là hai cái người diễn viên sẽ yêu cầu họ làm cái gì cũng được. Và nhiệm vụ của họ chỉ duy nhất là làm bánh theo yêu cầu của hai cái con người này. Và bây giờ, lựa chọn đầu tiên, tôi xin nhường cho em gái tôi Bảo Anh, em muốn ai lên trước? Dạ, anh Huy Phan, cái anh mà nãy em lựa chọn độc thân đó. À, có nghĩa là em muốn coi cái anh mà designer của em đúng dạ, không? Dạ, tại vì nãy mang đôi giày hơi đỏ nên bây giờ lên thử. Thiết kế mang đôi giày màu đỏ chi cho nó chọn. Rồi, ra đây anh. Và bây giờ anh hãy làm mọi thứ theo yêu cầu của hai diễn viên nha. Bắt đầu, mở. Cho bọn mình làm chứ. Đôi mặt đỏ quá. Cái đồng của tên là mặt anh cái đỏ bừng hết lên. Rắc hột đồ. Không có tím được đâu anh ơi. Trời ơi, người ta thẳng tưng. Look at. Do you want to try someone? Yes, the baby. Bảo Anh giúp đi. Bảo Anh lên nha. Làm sao cho ta lội chất đàn ông ta ra coi. Em mắc cỡ lắm anh ơi. Lần nào em cũng bị bắt lên hết trơn. Lẽ ra là em phải lên em cái bạn đầu tiên mà. Lâu lâu người ta cho mình cơ hội. Bạn nào? Bạn Ninh nhé. Đó, Ninh nhé. Đúng rồi. Ok, rồi, đứng đó. You want him? No, I don't want him. You don't want him? No, not for myself. Ok, và mở mắt ra. Em ơi, mình làm bánh chứ phải làm cái chuyện đó em ơi. Ừ. Ôi dạ, làm vậy bánh hả? Em ơi, đẩy qua làm bánh tí. Ừ. Anh kêu em làm vậy mà. Anh thấy em hơi làm lố rồi. Làm bánh chứ phải làm lố nha. Đó. Bắt em gì mà đi ngược lên trời vậy? Bắt không đi xuống mà đi ngược lên trời kỳ vậy? Thì nó lỡ, nó bị đẩy na nè. Em lôi cho người ta, dính tay người ta kỳ á. Tay nó dính chỗ nào? Ông hỏi, ủa tay dính cái chỗ nào ấy nhờ? Không dính, em muốn dính chỗ nào thì nó là chỗ dính đó. Dính đây, đó. Đây dính đây nè, đó. Được không? Ok. Trời ơi, cái mặt nó là cái mặt nó không lấy lương nó cũng chịu nữa, nó nói thiệt á. Trời ơi. Lửa màu tím vậy? Lửa màu tím ơi, chết gì? Thôi được rồi, cảm ơn em đủ rồi.
Cái nào, cái này hay cái này? Mắc cỡ quá à. Không phải, em hỏi là cái nào, cái này hay là cái này, là màu tím hay màu xanh, thì bảo là chưa biết. Chưa biết, tụi tôi làm cho biết. Giang. Ở Viên Giang nè. Em mời chị. Trời kỳ quá à. Số nào cũng lên mà cuối cùng hết hai mùa, ba mùa cũng có được ai đâu. Nào thôi ra đây. Không phải là ấy gì đâu đấy, thử thách thôi đấy. Mở mắt ra nào, hai ba. Tự mở đi. Cái gì vậy trời? Anh làm bánh kem màu tím cho em đi. Không, bánh kem màu tím. Đây. Dơ rồi kìa, lau cho người ta. Không lau. Oh my God. Bà cũng bày đặt, bà không lau. Ơ, à, cái này là cái gì? Để lau cho. Chết thiệt. Cái này là màu gì đây? Không màu. Màu. Em ơi, yeah, em lại đụng cái nỗi đau của anh. Chết thiệt. Đây là, thế đây là màu gì nào? Thôi nói mình tin đó nha, tôi dễ tin lắm, nói tôi tin liền á. À. Em không tin đâu. Không tin à. Đúng rồi. Cảm ơn Giang, em ổn không? Em hơi sốc đấy. Anh biết em sốc mà. Anh biết em rối mà Giang. Chưa có ai mà em thấy nó bạo dạn như vậy. Thiệt á, cái tai của con nhỏ tưởng cục thịt gà không à. Look at, you what? Wanna go for the last ride. Hmm. Huh? You don't wanna go? You don't wanna play? How? Joking. Together. To be the opposite side, come on. Ra đi em trai. Wait, somebody smells good. Who's that? Is somebody? Is that you? Oh, it's him. Oh, he smells good. He smells like a man. Okay, mở. Come on, I know you feel good, but you know. Come on, baby. Oh, dip it in. Em ơi, ai em cứ tặng cho người ta một nụ hôn vậy. Okay, that's enough. Cảm ơn em. Yeah. Yeah, thông minh, cảm ơn em. Intelligent. Có một cái chuyện làm bánh thôi mà nó loài ra đủ thứ hết trơn á trời. Bảo Anh. Dạ. Em nghĩ sao? Đầu tiên với anh số 1. Men thì chắc chắn là men rồi đó. Mà bạn không có vồ vập, bạn cũng không có phải là thấy con gái là bạn tháp sáp nhào nhào vào liền. Chắc nên là do Hồng thích. Chắc là do Hồng thích. Hồi nãy thì chọn là đã có chủ, nhưng mà thôi bây giờ cho lại một cơ hội, nên là chị nghĩ lại là độc thân đi, để cho em có thêm sự lựa chọn nha. Yeah. Bạn này tới đây một cách rất là nghiêm túc. Mặc dù Bảo Anh lên, Bảo Anh là một cái nữ ca sĩ rất là xinh đẹp đúng không mọi người? Nào rù quến các kiểu, nhưng mà bạn ấy vẫn luôn để cố gắng để tay ra sau lưng. Thường quán tính của người đàn ông họ sẽ choàng qua, hay là họ bị quấn theo cái trò chơi, nhưng mà cái chàng trai này rất là cẩn trọng, luôn luôn để ý xuống để coi là em có nhìn không. Cho nên là chị nghĩ rằng là anh ta thực sự tới đây là không phải để PR hay là để tìm kiếm một cái sự nổi tiếng hay là bất kỳ một điều gì, mà chị nghĩ có lẽ là cái anh ta tập trung nhất chính là cái chiếc ghế này.
thì chị nghĩ rằng là anh chàng này độc thân. Chú Vinh sao chú? Quan điểm ban đầu và đúc kết những cái gì hai bạn nói ha, thì một cái người đàn ông mà họ như vậy thì cũng có thể nghĩ là họ không muốn làm cái người yêu của họ buồn thì đúng. Sao? Nhiều khi má nhỏ đang ngồi dưới không dám ho hè. Không, nhưng mà vẫn còn trẻ lắm nên là thôi. Bình thường anh vẫn tin là có chủ. Tough one, you know, he was very careful interacting. I still think he's single. Mời quý vị khán giả. Okay, người thứ hai nào? Again, you know, not purple for sure. He didn't really react with both of us. He just went along with the game. I have a feeling that it's either one of these, and I want him to be what? Here. Cái bạn này làm cho mình có một cái cảm giác phải nhớ đến một cái người bạn diễn, đó là Văn Anh á. Cái cá tính rất là điềm đạm, hiền lành. Mà nếu như cái cá tính này á mà đã có chủ rồi á thì dứt khoát không tham gia chương trình đâu. Dạ. Yeah. Anh cũng rất thấy là cái cá tính của em với lại bên đây, nếu một cái người thích sở hữu hay là quản lý gì đó thì có thể em sẽ là cái người chịu được và chịu hiểu tại sao. Thì nên là mình cứ đặt hy vọng là màu xanh đi ha. Đâu anh? Từ đầu thì em chọn là đã có chủ đó. Mà hồi nãy như cách là bạn tham gia trò chơi rồi cái cách cái kết thì em nghĩ là bạn này là một cái người rất là thú vị đó. Chứ giờ có chủ ai chơi kiểu đó đâu. Có chủ chơi kiểu đó về mệt lắm á. Thôi chả có dữ liệu gì xanh 2, 3 ừ, thì cho tao một hy vọng là 2, 3. Không, em vẫn giữ cái đầu tiên. Thôi xanh tạm đi. Người đẹp trai thú vị như này thì nghĩ là phải là có chủ rồi. Ok, quý vị khán giả nghĩ sao ạ? Wow, 81% độc thân lận, nhiều quá. Bạn này vẫn đang được vote nhiều. Bây giờ tên chàng thứ ba nè, đây giờ ôi đó, người của Giang này. Tôi cũng lại luôn, chắc chắn là không có chủ được, đúng không ạ? Mặc dù có thể cái người vợ hay người yêu của mình rất hiểu mình đi chăng nữa thì cùng lắm là có thể ôm eo hay là đùa một cái gì đó, nhưng mà đến mức độ mà ăn cái kem ở tay của em như vậy thì chắc chắn là không thể nào có chủ được rồi. Giữa hai cái màu này thì bây giờ như thế nào đây? Em phải hiểu anh như thế nào đây hả anh kia? Mà nếu như mà anh này anh độc thân á thì cái khát khao của anh này với cả phụ nữ hơi lớn nha, cực kỳ chủ động, thì nó có hai trường hợp. Một là anh này rất men và đã độc thân lâu do tập trung công việc quá. Trường hợp thứ hai là có thể bởi vì chị em bạn gì đùa nhau cho nên cảm giác không có khoảng cách, thì hơi nghiêng về cái màu này hơn. Hơi nghiêng về chị em bạn gì. Với cái thứ hai nữa là khi mà giơ cái que màu tím lên á thì phản xạ bất ngờ á là anh ta nói là không biết đây là màu gì. Nhưng khi giơ màu xanh thì anh ta chỉ về phía anh ta thì có thể là anh ta nói dối, bởi vì ngay khi mình kịp phản xạ, anh ta không kịp phản xạ về cái màu tím đó. Cho nên Giang nghĩ rằng là cái mà anh ta sợ thì chính là cái màu của anh ta đang sở hữu. Cái bạn kia thì em lên thì em hỏi màu tím với màu xanh thì màu nào, bảo là không biết. Thì đấy, nhưng mà đây màu xanh thì chỉ vào mình. Nhưng mà đây màu xanh thì là chỉ vào mình. Mà tím thì không biết. Là sao? Kiểu mà mấy người mà ai có tật giật mình. Mình xanh nè, mình xanh nè. Đó, kiểu vậy đó. Bảo Anh thì sao? Em nghĩ là đã có chủ, nhưng mà sau lúc mà chị Giang lên đó, thì tự nhiên cái em bị nghĩ lại tí xíu thì thôi coi như em đặt một cái theo chị nha. Ông Vinh sao? Mùi thơm quá. Cái mùi gì thơm? Đau bụng, đau bụng. Trời đất ơi, nghệ sĩ gì đang quay game show nó cái mùi gì thơm á, tôi đang đói bụng. Hỏi sao không mập? Giờ không mập. Em vẫn là một cái người anh không thể nhìn ra. Nhưng mà khi Giang lên thì cái hành vi của bạn, cái phản xạ của bạn nó hơi vụng chút xíu. Hồi nãy anh đã có chủ đúng không? Anh nhanh lên thì còn kịp ăn mì. Ngày 2, 3. Trông thèm lắm rồi đó. Anh giữ quan điểm. Đó. Vinh ơi, những cái gì Vinh nói nó không có liên quan đến những gì Vinh đưa cái bảng lên, hiểu không? As I said before, that he could be purple, but of course my experience where I said that men from Hanoi tend not to be gay, right? No, still can't. Yeah, maybe it's possible, but this is my fourth show and every man from Hanoi is not gay, so okay. If he was here,
to look for love, he wouldn't lick your finger. Yes. Because he have to give respect to her because he's here to win her heart. So I think maybe that's why he's not green. Now red, like you. Quý vị khán giả nghĩ sao? Ba mốt phần trăm đã có chủ, có vẻ là cô Lucas cổ thuyết phục được khán giả hả? 40% độc thân và 29% là giới tính thứ ba. Ok, last man standing. Everything about him is too perfect, too good to be true. There's no way he's single, no way. He smells good, he looks good, got a good job, he wears a Rolex, he probably drives a good car. There's no way he's green. He's definitely taken. Mà nhá, các cái động tác của anh này đó rất là chủ động, nhưng mà nó không chủ động giống như anh thứ ba. Tất cả mọi thứ trong cái sự control, anh này anh quá dành những cái động tác đó. Đời sống vợ chồng hoặc là người yêu của anh ta rất là hoàn hảo, rất là hoàn chỉnh. Cảm giác như là một cái người rất là enjoy tất cả mọi thứ. Em không thể nghĩ là một cái người như vậy có thể độc thân. Nếu maybe even anh ta độc thân đi chăng nữa thì có lẽ là anh ta yêu rất là nhiều người rồi, và bây giờ có thể là anh ta vừa broken. May ra là trường hợp đấy, trường hợp duy nhất anh ta có thể độc thân. Em vẫn giữ quan điểm là mặt anh hơi đỏ và cái giày của anh cũng đỏ luôn. Red. Thật ra nó khổ lắm anh, đàn ông mà mình hoàn hảo quá nó cũng gây nghi vấn anh hiểu không? Nó khổ lắm anh ạ. Anh phải cố tình anh tỏ ra một tí gì đó nó hơi sai lầm một tí xíu. Thí dụ như anh đẹp như vậy thì anh cố gắng nảy cái game, anh tỏ ra mình vụng về một tí, đúng không? Cho nó có cái lỗi để người ta bắt chứ bây giờ mà too perfect, too perfect. Like yeah. I said. Đâu anh, em phân vân cái gì? Như mọi người nói là anh hoàn hảo quá, cho nên là anh đã có chủ thì em nghĩ có thể là lỡ một lần đò hay như nào đấy á, xong rồi bây giờ anh muốn đi tìm một cái người phụ nữ cho bản thân ảnh. Một cái người khó tính như vậy, liệu anh ta có lựa chọn một cái chương trình chỉ trong vòng có 2 tiếng để tìm người yêu hay không? Chỉ có thể là anh ta hỏi ý kiến là hey honey, should I join this competition? Does it invite me? And honey, they say, yes, come, introduce me, let the world know I'm your wife, anything, it makes sense. No, but maybe he's too busy, that's why he cannot find a girlfriend. Yeah. Because this show, beautiful, successful, smart, perfect girl, already here, just looking for love. I changed. They choose. I changed. Yeah, you should change. No. I changed. You know, they choose the best quality maybe of people for you. Okay. So okay, that's why he came. Em cũng cảm giác được là rất là match với nhau anh. Hồi nãy giờ nha, tôi thấy nha, anh ấy chân thành nhìn cổ lắm á. Nếu mà anh mình chân thành nhìn cô này mà anh đã có gia đình rồi thì tôi cũng thấy hơi lạ thôi chứ. Đấy, chứ còn thật ra là rất chân thành đấy nhá. Mà kiểu mà nói cái gì mà bị bàn ra đó, giận nhẹ trong lòng á. Nãy giờ là thấy cây trong lòng cây nhìn mấy gian nè. No, he say like that. Oh, why I acting like this? She still realize me. Why? Understand? Different. Hỏi tại sao nó chưa có người yêu thì nó không có niềm tin vào cuộc sống con bé này thiệt. Ông Vinh, người đàn ông duy nhất. Ok, trước khi nói về vấn đề về bạn này, tôi nói này nè, thật sự đây là một cái show rất là hot. Cho nên nếu một cái người đã có chủ á, để tới đây khẳng định được cái người yêu của mình thì cũng là một cái điều rất là wow, đúng không? Yes. Cái bạn này mọi cái rất là đàn ông, cho mình niềm tin là độc thân. Trong cái quá khứ trước giờ mình không có biết một người đàn ông nào quá kỹ như vậy. Thì mình tin nếu như bạn không phải là màu tím á, trong inside của bạn, cái khuynh hướng là cái phần nữ tính nó có. Nhưng mà ở đây á, tại vì cái người phụ nữ á, người đàn ông không có cái tính kỹ đó được. Thì tôi sorry nếu mà tôi nói cái gì nó có chi không có đúng, xúc phạm nhá, không có ý đó. Nhưng mà tôi vẫn tin bạn là độc thân. Cái gì vậy trời, ông nội này ông nói cái gì nó không liên quan tới các bạn bây giờ. Tiên tiên nói xong cái màu tim bây giờ cái màu xanh. Tiên trời ơi trời. Staff ơi cho anh Vinh bát mì đi. Cho xong ông ăn tô mì trong cạnh tao lại. Ăn no. Xong quay tiếp. Anh ơi ăn bát mì, ăn bát mì xong đi quay tiếp. Rồi không. Anh vừa qua được. Mình nghĩ bạn có khoảng 30% mà màu tím. Nhưng mà ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi tin bạn độc thân. Thì hồi nãy giờ nói vậy đi cho nó lẹ không? Không, nhưng mà mình phải nói cái niềm tin của mình. Tôi có nghe một vài trường hợp đó, đôi khi tới một cái tuổi nào đó mới biết là mình sẽ thành cái bên kia đó. Ý của anh là tím xế chiều. Không, có nghĩa là tím hẹn giờ em. Là tới cái giờ nào đó chuông reng là bắn. Em hiểu không? Chuông reo là tím. Đó, chuông reo là tím. Thì tôi hỏi câu hỏi cuối cùng là có khuyên con nhỏ theo cái này không? Có thể bạn sẽ thay đổi cái 30 nó biến mất luôn. Nếu có một ai mà em không nên tin lời khuyên thì đó là con người này em nhá. I know. Okay. When you met the right person, you will change.
Ok. This one is grown. Ok. Cái này thì đồng ý. Ok. Có nghĩa là với bây giờ hiểu ý ông rồi nè. Có nghĩa là trong mắt anh Vinh, anh vẫn nghĩ là anh này đâu đó có miếng tím, nhưng mà nhiều khi chọn đúng người thì ảnh sẽ chuyển hẳn sang lại xanh. Có nghĩa là anh nghĩ rằng là em biết đâu là sự lựa chọn phù hợp với anh ấy. Đăng ký màu nào là lát sẽ công bố màu đó, chứ không có như vậy được. Nhưng mà em thấy có cái dấu hiệu là Vinh không có muốn bạn này gặp được ai hết trơn này. No, cái bạn số 2 á là tôi thấy rất hợp luôn. Ok, giữ nó lại, giữ nó lại. Quý vị khán giả bình chọn đi quý vị. Trước khi anh Vinh anh nghĩ ra một cái hướng khác. Vâng. Chính 15 phần đồng độc thân. Come on. 4 trường hợp đã rõ ràng hết rồi, ý kiến cũng đưa hết rồi. Bây giờ em lựa giùm anh một người em cho là không phù hợp nhất. Mời em. Em xin chọn anh Hải Đoàn. Xin mời các bạn vào trong. Em ơi, sao em chọn anh Đoàn vậy? À, em có cảm giác là anh là người đã có chủ rồi. Cái điều gì cho em thấy điều đó? Em thấy cách mà anh ấy giao tiếp với phụ nữ á, thì nó hơi cái kiểu nó điêu luyện quá. Rồi, cũng hợp lý. Rồi, xin mời các khách mời cho tôi một màu nào. Em độc thân hả? Ở gần nó không tím lắm. Nhưng nếu mà không tím thì cũng không thể đã có chủ được, Thành hiểu không? Con đã có chủ không thể liếm tay như vậy. Nhưng mà cũng không tím được, vậy thì có thể là màu xanh. Công nhận cái virus Trương Thế Vinh nó lây lẹ thiệt á chứ. Ok, mời bạn. Chẳng nhớ quên anh từ bao giờ. Ngày chia tay em không còn bất ngờ. Là bạn lừa yêu hả? Coi bạn mê biệt á. Từ ngày anh cách xa, giọt nước mắt em rơi cũng đã cạn. Ngày đêm trắng chơi với em cháy sạn. Cũng có là gì. It's nothing to me. Bỏ đi, em sẽ đốt hết những ký ức ngủ mê. Cuộc sống vui hơn khi anh đã rời xa. Thôi anh ơi anh cứ đi nha. Đến lúc em lười yêu rồi. Em chẳng với những lần phản bội. Mẹ xin không cần phải đổi. Thì em hãy cứ vui thôi. Trái tim em đã đông lại. Chờ chú đưa từ và em lại. Mỗi yêu sao sao cũng tin em mất chưa đâu ai. Bởi vì em đã quá lười yêu rồi. Ôi em đã quá lười yêu rồi. What? Cảm xúc đã nhạt nhòa từ ngày anh cách xa. Giọt nước mắt em rơi cũng đã cạn. Ngày đêm trắng chơi với em trai sạn. Cũng có là gì. It's nothing to me. Bỏ đi, em sẽ đốt hết những ký ức ngủ mê. Cuộc sống vui hơn khi anh đã rời xa. Thôi anh ơi anh cứ đi nha. Đến lúc em lười yêu rồi. Nhằm chán với những lần vội. Ôi chị em hãy cứ vui thôi. Trái tim em đã đông lại. Chắc chúa đâu từ em này. Ngoài kia mưa đổ sâu sâu. Nhưng tình em vẫn chưa đâu ai. Vì em đã quá lời yêu. I told you. The bubble? Not yet. Ok, xin mời bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn là ai. Trước tiên là xin gửi lời chào đến em anh MC chân thành, ban cố vấn cùng toàn thể các vị khán giả, cũng như là bạn người chơi rất xinh đẹp hôm nay. Em tên là Hải Đoàn, em đến từ Hà Nội. Hiện tại em đang điều hành công ty riêng trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển.
cái mục đích bạn đến đây thật sự đó là gì? Dạ thưa anh, là thứ nhất cảm ơn chương trình đã cho em tới đây để có một những cái trải nghiệm em chưa từng có. Em được gặp gỡ anh MC Trấn Thành rất chi là tài năng, như là các vị cố vấn hài hước xoắn gì xoắn gì dí dòm chứ phải xoắn gì không đấy là hơi run đấy. Tôi cũng nghe cũng tôi cũng hoang mang. Thành, anh ấy phân vân giữa hai từ là hóm hình và hóm hình và dí dòm, thực ra là ông xoắn gì từ mới. Rồi không sao không sao, mình đang bỡ ngỡ mà không sao. Lý do em tham dự chương trình, thứ nhất là cảm ơn chương trình đã đưa em đến để có một cái trải nghiệm rất chi là thú vị. Thứ hai nữa là được gặp gỡ anh Trấn Thành rất là tài năng. Vâng, mình có nghe qua đi thông tin đấy rồi. Vâng, bạn có vẻ hơi bối rối nhá. Và các cố vấn rất là dí dỏm đúng không ạ? Vâng, ban cố vấn rất là dí dỏm ạ. Anh này chân thật đấy chứ? Anh này thương nhỉ? Rất là chân thật. Rất là chân thật, đáng yêu nhỉ? Thế bạn bao tuổi rồi? Dạ năm nay em 30 ạ. Thế lúc nãy bạn có để ý đến cô gái không? Dạ thực sự là có để ý cô gái từ đầu ạ. Cô gái hôm nay rất là xinh ạ. Nhưng mà Giang cảm thấy rất là ngạc nhiên vì sao bạn lại mút tay Giang, rất là sảnh sõi. Dạ trước hết là xin lỗi chị Giang nếu như mà có những cái hành động khiếm nhã. Dạ em ạ, dạ em nhỏ tuổi hơn anh. Thì do là đến chương trình này với cái mục tiêu là có những cái trải nghiệm mới cho mọi người vui. Kiểu chơi hết mình đúng không? Em biết vì sao mà em đổi thành độc thân phút cuối không? Sao? Bởi vì gần đây em tiếp xúc với nhiều người bạn của em làm văn phòng ạ. Thì em sực nhớ ra là họ rất là đơn giản. Với họ cái thế giới, cái sân khấu này nó rất là lạ. Cho nên khi mà họ tới, em biết chắc chắn là họ sẽ không biết phải làm cái gì cho đúng. Họ bị phân vân tới cái việc là phải làm hết mình hay là phải giữ ý hay là như nào đó. Tức là họ không biết là phải làm cái năng lượng nào là đúng nhất. Cho nên là em nhớ ra thì em mới nói rằng là anh này không đỏ, vậy thì có thể là anh ta độc thân đúng thật. Tại vì thật sự ra mà nói thì quý vị thấy là người Hà Nội ấy, dù muốn dù không họ cũng sẽ có một cái quy củ của họ. Mình được giáo dục kỹ nè, rồi mình có một cái vị trí nhất định, thì mình mà lên TV mà lỡ mà làm không khéo thì lại mọi người lại nhìn vào đánh giá mình nữa. Đúng rồi. Đấy, thành thử ra là anh cứ bị phân vân giữa là chuyện là mình phải thật hay là mình phải làm cho mọi người vui đây. Đấy, nên nó có hơi bối rối, nên nó có hơi giấm gì tí. Em bối rối lắm ý. Bối rối lắm ý. Nhưng mà không sao, em sẽ bỏ qua vì khi anh nói cái từ gióng gì thì em hiểu rồi. Anh sợ là anh kiểu như anh ấy không thích cô gái mà thích em luôn thì chết. Dạ không, chắc là anh ấy không thích cái người gióng gì như em đâu. Chắc vậy. Nhưng mà bây giờ nếu được chọn nhá, đây là mình nói về đúng trái tim thôi nhá. Thế nếu như là giữa cô này với cô này thì anh chọn cô nào? Thực sự là cả hai đều có những cái nét đẹp mà riêng, mà mình ở đây thì mình thực sự là rất là khó nói để mà mình đưa ra một cái quyết định ở ngay đây. Nhìn hơn tí đi, bảo là cảm giác kiểu như là Thành ơi, có gì nhìn hơn tí đi thì là mình chọn ai nhỉ? Không sao đâu, không buồn đâu, không có ai buồn đây. Mà chắc là phải cần thời gian để mà mình nói chuyện nhiều hơn. Vừa nghe thông tin đấy rồi luôn. Không, thực sự là đến đây là vì ghế nữ chính đúng không anh? Còn em bị tập nào cũng ngồi Thành hỏi cho vui thôi. Còn em cũng biết là anh trả lời lịch sử cho em vui thôi. Chứ đôi mắt của anh hướng về cô gái em biết mà. Rồi cảm ơn anh vì đã lịch sử với em. Nói chứ không sao bạn ạ. Thật ra mọi người đều đang rất là vui. Và những gì bạn làm đều nó có cái thật thà, nó có cái sự rụt rè, nó dễ thương lắm. Anh thưa bạn không có việc gì phải lo cả. Và trước khi chia tay thì chắc là mình cũng sẽ chia sẻ với bạn gái một tí đúng không ạ? Mời bạn. Mặc dù là không đi được đến vòng cuối, do là thực sự là do một cái mình không quen với lại cái cách mà mình thể hiện, cho nên ấy là mình cũng rất là tiếc. Bởi vì như nói lúc đầu á, là mình cũng mong muốn là đến để tìm một cái trải nghiệm tình yêu không ạ. Cũng có một cái cơ hội, một cái cơ hội để mà mình có thể mình tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực. Có thể là do vậy cho nên là em đã không chọn anh để đi tiếp. Hy vọng là em sẽ tìm được cái hạnh phúc đích thực cho mình, tìm được một người phù hợp ở chính cái thời điểm phù hợp với em. Cảm ơn anh. Không sao anh nhá, quan trọng là mình đã trải nghiệm này, mình được gặp anh em Si Trấn Thành này, được gặp cố vấn rất là giống gì này, thế là tốt rồi đúng không ạ? Không, thật sự ra hôm nay rất là vui nha anh nhá. Hôm nay rất là cảm ơn bạn đã đến với chương trình, cảm ơn rất nhiều. Vâng thưa quý vị, rõ ràng là một tình huống rất là giống dĩ ha. Ok, vâng, mọi thứ được phơi bày, nó hơi rối quý vị nhờ. Mình nghĩ với lao trong lát nữa, rồi một lát nữa mình quay lại mình coi tiếp quý vị nhé. Đừng chuyển kênh, chúng tôi quay lại ngay. Vâng. Yeah.
Quý vị và các bạn đã trở lại với Người Ấy Là Ai mùa 3. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được tài trợ độc quyền bởi Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Và tôi nói thật là ngay cái vòng này là cái vòng cuối cùng rồi. Sẽ có một hashtag và các bạn sẽ dựa vào cái hashtag đó để đặt câu hỏi. Ok, chúng ta bắt đầu với Ngọc Anh. Mời em bước lên phía trước một bước. The hashtag is 3C. 3C là cái gì? 3C có nghĩa là ba chân. Ba chân. Ba chân. Bố mẹ em sinh ra đó, em có ba chân. Là khi em vấp mã trên cuộc đời này thì em sẽ đứng dậy ở hai chân của mình. Và khi em vấp phải tình yêu của mình thì em đứng dậy bằng chân thành ạ. À, em lại tưởng là chân trái, chân phải, chân mày chứ. Nhầm. Thế cái sự chân thành á, em có đang dành rất nhiều ở trường quay ngay bây giờ không? Dạ có. Em cảm thấy cô ấy như thế nào? À, bạn ơi, mình đặt câu hỏi dính đó, ba C giùm cái. Ok. Chân trái em to hơn hay chân phải em to hơn? Giang ơi, mình hỏi câu hỏi nào liên quan đến các cô gái. Giang ơi, đừng quan tâm đến size dài của người ta. Không, tại vì cái người chân phải to hơn nó sẽ có cái ý nghĩa. Nè, nghe hỏi cái câu này nè. Em trai, em có nghĩ 3C là em cần bổ sung 3 cái vitamin C không? Vitamin C không? À, tôi mệt quá. Con xàm hết. Em sẽ dành cái 3C này cho một người như thế nào? Cho một người hợp với mình ạ. Như thế nào gọi là hợp để được gửi 3C? Là em mang lại niềm vui cho người đấy và người đấy cũng mang lại niềm vui cho em. Nếu người đó có 2C mà không có 3C em chịu không? Không, thiếu sự chân thành đâu được. Ai biết em có nhiều người nói là em 3C không? Có ạ. Nếu em có sao người ta bỏ em uổng vậy? Em không bị bỏ ạ. À, em bỏ người ta? Không ạ. À, hoàn cảnh ạ. Hoàn cảnh, hoàn cảnh. Em ơi, vậy có ai đã từng nói em 3D chưa? Chưa. So you say you're very honest, right? So let's say you're on a date together and she was wearing the most ugly dress ever, but she thought it was the most beautiful dress. Would you lie to her and say she looked beautiful? Yes. The honest here is honest to each other. If I like her, she always look beautiful. Oh my god. Hết giờ. Cảm ơn em. Ok. That's really nice. Really nice. Mạnh Tùng, mời em. Nhường nhịn là bạn sẽ luôn luôn nhường nhịn trong cái mối quan hệ mà bạn đã chọn. Đúng rồi. Cái thứ mà trước giờ em chưa thể nhường nhịn được là gì? Em thì đều nhường nhịn được hết. Lúc nào cũng nhịn đó. Sao cũng được. Cái gì cũng nhường nhịn được. Ừ. À, đối với người mình yêu thôi ạ. Nếu người đó là bạn thân của anh, thích người yêu của anh có nhường không? Không ạ. Thế sao bảo cái gì cũng nhường? Nhường nhịn nó khác với nhường ạ. Thế lỡ cô gái đó thích kiểm soát bạn á, không cho bạn đi đâu hết trơn, bạn có nhường nhịn không? Cái đó là tùy vào trường hợp nữa. Sao nãy nó cái gì cũng nhường? Em muốn xem password điện thoại của anh, em muốn anh check in hàng ngày thì anh có chịu không? Cái đó là điều bình thường. Bình thường. Rồi bình thường hơn. Thế nếu bây giờ hai anh còn lại rất muốn cô gái này, anh có nhường không? Không ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Hợp quá nè. Anh Huy Phan, xin mời anh. Bản lĩnh. Anh dành bản lĩnh của mình nhiều nhất là cho lĩnh vực nào? Anh nghĩ là tình yêu. Điều bản lĩnh nhất anh từng làm cho người yêu của mình là gì? Hy sinh. Và điều đó không dễ. Nếu như tất cả mọi thứ xung quanh đều chống lại cái tình yêu của hai người, anh có bản lĩnh để bảo vệ người con gái đó? Tất nhiên, vì anh rất là tin vào bản thân của mình. How brave would he be to walk into love blindfolded? Đầu tiên là mình phải thử chứ. Và sau đó mình mới biết được là nó có hợp với mình hay không. Anh có sợ bị tổn thương không? Tổn thương cũng sợ. Nhưng mà nếu mà mình là một người bản lĩnh thì mình sẽ vượt qua được. Nếu như mà một cái cô gái anh lựa chọn á, có một cái quá khứ rất là nhiều cái sự tổn thương, cô luôn lo lắng, thì anh nghĩ là anh có đủ bản lĩnh để mà thoa dịu những cái vết thương cũ của cô á, để hai người sẽ có một cái tình yêu thật sự là hạnh phúc không? Tất nhiên anh là người rất là bản lĩnh, nên là anh rất là tự tin những người nào đi cùng với anh. Thế thì theo bạn là một người phụ nữ họ có thích một người đàn ông bản lĩnh không? Cho dù là đàn ông hay là phụ nữ thì người ta rất là cần một cái người bên cạnh mình có đủ một cái sự bản lĩnh. Vì cái điều đó nó sẽ giúp cho
cái người bạn đời của mình vượt qua không những là những cái niềm vui trong cuộc sống mà còn vượt qua được những cái thử thách. Bạn nghĩ bạn là một người đàn ông bản lĩnh. Vậy thì tại sao bạn vẫn màu xanh? Hết giờ, cảm ơn bạn. Ai mà hỏi những câu đó? Các bạn hãy vào trong anh nghỉ ngơi chút xíu, lát nữa mình trở lại nha. Chưa tới. Cảm ơn rất nhiều. Come on, em gái ơi, mời em qua đây chính giữa nè, khu vực này nè, để cho mọi người giúp đỡ cho em nè. Bây giờ mình tư vấn cho cô bé nha. Đầu tiên là với các bạn Ngọc Anh. Ok, đồng ý là bạn này hơi trẻ so với cả em. Chị cũng nghĩ là có thể không phải cái gu em lắm. Ít nhất mình nhìn thấy ở đây là anh ta là một trong những cái người mà đến đây thực sự là để đi tìm một cái mối quan hệ gì đó. Dĩ nhiên có thể em e ngại bởi vì ok, lại Hà Nội nữa sao? Lại yêu xa nữa sao? Nhưng mà ít ra mình nhìn thấy ở đây á, cái chàng trai này, anh ta rất là biết anh ta muốn cái gì. Từ cái game thứ hai cho đến cái game này, anh ta đều rất tập trung. Mọi hành động và câu trả lời đều nhắm về cái phản ứng của em. Thì điều đấy chắc chắn là nếu hôm nay em chọn anh này thì ít nhất là mình sẽ có một cái mối quan hệ để tìm hiểu. Còn dĩ nhiên sau đó thì địa lý, tất cả mọi thứ hai người muốn tìm hiểu nhau thì sẽ phải vượt qua. Chị nghĩ là như thế. Mới đầu thì chị nghĩ là một cái người mà tài hoa, biết đánh đàn, rồi kiểu ăn nói rất là tinh tế thì sẽ dễ bị lung lay bởi những cô gái khác. Nhưng mà khi mà chị bước lên đó, chị tương tác với bạn thì chị thấy bạn chỉ tập trung vào em. Bạn rất là nghiêm túc đến đây ngày hôm nay. Đó, nhưng mà có một điều thì như với cái cá tính của em á, em rất là hay lo lắng như thế, thì ở xa quá thì đúng là chị cũng hơi ngại cái phần đấy nha. Mình nghĩ bạn cũng là một cái người cá tính. Cái cặp mắt này, cái chập chân mày này cũng là cái người cũng khá nóng chứ không phải là hiền. Em lại thấy ánh mắt này ánh mắt quyết tâm chứ không phải nóng nha. Thế à, có thể anh sai, maybe. Nhưng mà như em nói đúng lắm, là nếu như mà chọn bạn này thì cái cơ hội mà tìm hiểu là rất có thể xảy ra. Anh tin tới 90%. And what about you? I can see that he's trying very, very hard to win. From the beginning, since the moment he walked out till now, he just look at you and focus at you. Even though he looks very young, but he seems mature. But of course, like she said, he lives far. It's kind of long distance relationship. And then because you like security, so even though he could be single, but maybe he's not a good match for you. So I don't cheer him. Oh, yeah. I think he's good match for her. Well, he lives too far. He lives in Hanoi. She wants her boyfriend with her no, all the time. Cái ánh mắt quyết tâm như vậy. Em có sure là nếu như mà em tìm hiểu anh ta sẽ không thay đổi hay không? Khoảng cách, địa lý, tất cả mọi thứ nó chỉ là ngay lúc này. Nhưng nếu mà có cơ hội tìm hiểu nhau thì anh ta có thể sẵn sàng dám bay vào đây làm tất cả mọi thứ chứ. Chúng ta đã chứng kiến những cái người mà bay từ Thái Lan về Việt Nam chỉ để ở bên cạnh người yêu của mình. Hà Nội, Sài Gòn. No. Well, maybe, but yeah, he could be older than we think, but he's definitely younger than these two guys. Okay, nhiều ý kiến cũng được mình tham khảo. Bây giờ người thứ hai đi ha, the second one. Cái chàng trai này hoàn toàn không có năng lượng trong cái game này. Và cái lý do duy nhất giải thích được đó chính là anh ta là đã có chủ. Cái hashtag của anh ta là thấy rõ nhất, nhường nhịn. Thậm chí là anh ta sợ cái người yêu của mình đến cái mức độ mà ăn không dám ăn nói, không dám nói đùa, không dám đùa. Nghĩa là cái kiểu người như vậy. Thực ra nếu anh này chưa có người yêu thì lại hợp với em nha. Tại vì có vẻ như là đổi người yêu lên đầu. Thế nhưng mà khả năng rất cao là anh này đã là có chủ rồi. Thì như từ đầu chị cũng nói với em là chị cũng chọn anh này là đã có chủ. Đấy, thì nhường nhịn rồi cái gì anh cũng chấp nhận. Nếu là một người mà như vậy á thì rất là dễ tìm được một cái người phụ nữ mà cho anh. Đấy, thì em cứ suy nghĩ cho kỹ, vì xin thì không cần gì phải vội em nhé. Có ba anh thì em cứ từ từ mà quyết định ha. Chị thì chị lúc nào cũng nghiêng về anh cuối đấy. Ban đầu thì cảm thấy là cái người này rất hợp với cô này về cái cá tính nhường nhịn ha. Nhưng mà khi bắt đầu anh nói chuyện á thì yes, em nói đúng. He's scared. Yeah. His wife, he lover, watching anything. Chết với bà, hiểu không? Anh có cảm giác như em. Yeah. Kiểu như là em biết không, hỏi mà cái gì cũng nhường nhịn, đúng không? Không phải nhịn,
Mình sợ. Sợ, it's scared. Sợ, nhìn nhưng gì? Mà sợ là tốt, đúng không ạ? Tốt. Tốt, không có gì cả, anh này rất tốt. Em mới bảo là nếu như không có người yêu thì rất hợp bé này. Đấy. Em mới hỏi là, thế nếu như mà hỏi password tất cả mọi thứ anh ta nói gì em nhớ không? Những cái điều đấy thì rất bình thường. Đơn giản, thế là anh ta đang trong mối quan hệ y chang với em. Eo ôi, nếu mà xanh nhờ. Ngon luôn. Đấy, nhưng mà đỏ. Đỏ nhá. Red. Đỏ đấy. You know, life is about taking chances. Your brain may say, choose that because it's safe and you want security and, you know, you think that's the best. But your heart sometimes will say different. Yes. Now, if you want to be safe, I think maybe him. But when you have someone else to compare with, I want to tell you, when you walk up there, you have to look at these two guys in the eyes and see not what your brain tells you, but what this tells you. And I think, you know, you may find the right guy. Người cuối đi, ông nhìn thấy sao? Sau khi nói chuyện với bạn này thì cái sự chân thành rất nhiều. Những gì mình nhận thấy về bạn ấy, cái màu tím á, khi mà nói chuyện nó gần như nó biến mất. Chỉ hy vọng là bạn này màu xanh thôi. Thì chị cũng không có dám khuyên em nhiều, tại vì là bản thân chị cũng không phải là cái người thành công trong tình cảm gì cho mấy. Chị chỉ muốn là nói cái quan điểm của chị, cái cá nhân chị về cái cảm nhận riêng về cái người này thôi. Thì chị cực kỳ thích cái từ bản lĩnh. Bởi vì sao? Cá nhân chị là một người phụ nữ mà chị cũng rất là bản lĩnh. Thì không có lý gì chị chọn một cái người đàn ông không bản lĩnh cả. Thì đây là một cái người mà chị cảm thấy là rất là ấm áp, rất là an toàn. Nhưng em phải suy nghĩ rằng là liệu em có đủ bản lĩnh để đồng hành cùng với anh hay không. Bởi vì nếu như anh độc thân thì đây là một cái mẫu người mà rất là nhiều người phụ nữ cũng muốn hướng đến. Ok, so let's think about the color we have. We have like one green and one purple already. Màu so xanh, now we tím. Still have three colors there. Có lẽ là bây giờ số 1 nếu là xanh, số 2 là đỏ. Vậy số 3 có thể là xanh nữa không? Hay là đỏ? Tại sao em phải risky khi em có một sự lựa chọn an toàn hơn? Xin cảm ơn bạn cố vấn rất nhiều, bởi vì tôi thấy là bạn cố vấn là những người rất tinh tế, rất tuyệt vời để tìm hiểu ra những cái điều tiểu tiết nhỏ nhỏ nhất. Tất cả những điều mà các anh chị tư vấn từ nãy đến giờ làm con bé rối hơn. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn rất nhiều vì những sự tư vấn đó tuyệt vời. Mời em về chỗ. Bây giờ cho tôi một cái hình mà các anh chị cho là hợp nhất. Thế thôi, chốt đáp án. Huy Văn 3 và Ngọc Anh 1. Mời ba chàng trai, xin mời. Xin mời quý vị khán giả bình chọn lần cuối cùng trước khi các chàng trai đến với một phần quan trọng. Ngọc Anh 34, Mạnh Tùng 23 và Huy Phan 43. Có vẻ Huy Phan đang được ủng hộ nhiều nhất. Nhưng bây giờ sẽ là lúc mà mọi thứ đều thay đổi, thường là như vậy. Và chỉ một câu nói có thể lấy được trái tim người khác. Các anh sẽ nói gì? Mời Ngọc Anh. Trước khi đến với chương trình thì anh có thể chuẩn bị rất nhiều câu nói hay để làm rung động trái tim em. Nhưng anh nghĩ câu nói hay nhất ấy, đối với anh ấy, nó phải xuất phát từ đây. Nếu mà anh là người được chọn thì anh dùng toàn bộ sự chân thành của mình để cho chúng mình có một cơ hội để tìm hiểu nhau một cách chân thành nhất. Oh, he sounds so sincere. I told you. Ok, mời Mạnh Tùng. Anh có một câu nói dành cho em, đó là trực giác của một người phụ nữ luôn luôn đúng, nên là em hãy làm theo trực giác của em. Xin mời anh Huy Phan. Em là một cô gái rất là xinh đẹp và tự tin, nhưng điều đó chưa đủ trong một cuộc tình. Em phải cần có một cái sự bản lĩnh. Anh sẽ không hướng dẫn em cách yêu một người nào, mà anh sẽ hướng dẫn em cách em yêu bản thân em. Vì khi mà em yêu bản thân em thì người đối phương sẽ càng yêu em hơn. Hãy tin anh. Oh my goodness.
Oh my goodness, this is what men are for. This is like an advice. You want to go to Thailand? This is like an advice. This is advice. No, this is my advice. À, thực sự ra thế này nè Giang à, mình cũng có thể hiểu nó là một cái lời khuyên. Yes. Đúng không? Và hiện nay có thể là anh ấy đang sử dụng cái chiêu thứ hai. Chúng ta hoàn toàn không loại trừ khả năng đó. Tại vì người đàn ông bản lĩnh họ luôn nói những cái điều gây thách thức. Và em có đủ tự tin như mọi người nói rằng để leo vào một cuộc tình mà nơi đó em học được rất nhiều từ người đàn ông hay không? Cảm ơn các bạn. Và thưa quý vị, bó hoa tươi của 007 đang nằm rất là chễm chệ trên cái bàn. Vâng. Cứ suy nghĩ kỹ em nha. Bảo anh thơm bên. Em hửi thử có thơm không? Ủa em tưởng vậy thôi, không, anh đâu có tặng em. Bình tĩnh em. Ok, thơm nha. Đấy, đây là hoa đẹp. Hoa đẹp dành cho người đẹp. Và em sẽ dùng cái bó hoa này để gửi tặng cho anh chàng nào mà em cho rằng anh ấy sẽ tặng cho em nhiều bó hoa sau này. Huyền thoại sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào trước ba chàng trai? Kết quả sẽ có sau ít phút. Người ấy là hoa đẹp dành cho người đẹp. Và em sẽ dùng cái bó hoa này để gửi tặng cho anh chàng nào mà em cho rằng anh ấy sẽ tặng cho em nhiều bó hoa sau này. Mời em. Anh ơi, ông thứ ba mà ông ấy chắc em xỉu tại phim trường luôn á. I think he's gay. No way. Chose the boy. Okay. Okay, okay. Chúc mừng em, về đây bé ơi, về đây nghe em. Tuyệt vời, mời các bạn vào trong. Cảm ơn các bạn. Sao chọn vậy? Tại vì lúc mà em đi hết một vòng rồi. Khi em nhìn thẳng vào mắt của ba chàng trai, riêng anh Ngọc Anh là nhìn em. Không đúng, thì cái bạn đó đã nhìn bạn này từ lúc đầu rồi. Mới cả cái câu cuối cùng của bạn số 3 đó, câu đó nghe rõ ràng là khuyên bảo. Giống khuyên. Như là một người anh trai khuyên em gái hơn. Thì đó nãy nói cho hoa mỹ vậy thôi chứ là khuyên đó, anh nghe là khuyên. Ừ. Cho nên chỉ có chàng số 1 thôi. Ok, bây giờ mình gặp Mạnh Tùng. Mọi người nghĩ Mạnh Tùng màu gì? Mạnh Tùng có thể màu đỏ tại vì nó đỏ cả một bầu trời. Thưa quý vị, mời Mạnh Tùng. Hey boy. All the look at me. Can you feel my heart? Come here. Nhẹ nhàng ngâu ngâu nắm tay nghe lời chuẩn nói ra. Tình cờ lần mấy kia ghé qua thêm.
bạn này đẹp trai đó hả? Đẹp trai. Chắc chưa? Mày hay lừa. Exactly. Exactly. Easy. Easy. Hey, you never know. Chào em là ai? Trước tiên là em xin chào ban cố vấn. Chào anh Trấn Thành và chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nông Mạnh Tùng, hiện em đang làm một chuyên viên tư vấn bất động sản ạ. Thế cho anh hỏi là em đến đây với mục đích gì? Bán nhà. Dạ, em đến đây là vì có một người kêu em tham gia. Đó, ui trời, nói đúng quá đây này. Tham gia mà lại còn có một người kêu em. Người kêu em đúng đúng tham gia. Thế người đấy có đây không? Dạ có ạ. Người này nãy giờ liếc đấy à? Em quá xinh rồi đấy nhá. Em tên gì? Dạ em tên là Trúc Ly, em là vợ của anh Tùng. I know it. Nãy ông nói ông thích nhường nhịn á, là nói đúng không? Dạ đúng, tại vì cái đó nên em mới yêu á. Là cái gì cũng nhịn luôn hả? Dạ nhịn tất cả. Tại vì tính của em cũng khùng lắm, nên là phải nhường nhịn mới có thể ở bên nhau nổi. Dạ hả? Dạ. Bao giờ em nghĩ em sẽ nhường lại người ta cái gì không? Em cũng muốn nhường mà em không biết phải nhường cái gì. Tại vì em cảm thấy chồng em không có cần em nhường cái gì hết. Dạ hả? Bữa nào len len bấm đèn pin hỏi ổng nha. Nhiều khi mình bị cưng quá đó, cái mình lộng hành nào mình không hay em hiểu không? Lâu lâu á, giả bộ mình sực nhớ lại, anh cần em nhường gì không? Cái nói không, cái mình lộng tiếp, em hiểu không? Ừ, đó. Nhưng mà cho tôi hỏi là tại sao bạn lại thích nhường nhịn vợ nhiều như vậy? Em muốn cho vợ em vui. Bạn yêu cô ấy vì điều gì? Đối với em á, em rất là thần tượng vợ em, tại vì vợ em rất là giỏi. Dễ thương quá. Yeah. Cô làm cái gì mà bạn phải thần tượng cổ dữ vậy? Kinh doanh giỏi, rồi cư xử giỏi, rồi... tất cả mọi thứ thì em thấy là vợ em rất là giỏi và em thần tượng vợ em. Thì em lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, bọn em đã cưới nhau được 1 năm rồi. Quen nhau bao lâu? Dạ, là 5 năm trước em có gặp vợ em ở chỗ làm. Và không hiểu tại sao là trong đó có rất là nhiều người nhưng mà em chỉ đi theo vợ em thôi. Ừ. Dạ, sau đó là bọn em có kết bạn Facebook. Nhưng mà em vô Facebook thì em thấy là vợ em đã có người yêu rồi. Đầu lọc. Dạ, khoảng 2 năm sau. 2 năm sau. Dạ, là em tình cờ em thấy là vợ em đã chia tay người đó rồi. Hay quá. Dạ, và em bắt đầu... Em tràn vô. Em bắt đầu cua lại từ đầu. Đúng rồi, dạ. Cua lại từ đầu. Mỗi ngày em đều là mua đồ ăn, trà sữa qua cho vợ em. Ừ. Rồi có một hôm, bọn em đi coi phim về xong rồi em quyết định tỏ tình luôn. Nhưng mà vợ em không đồng ý và em nói là anh đi về đi. Rồi xong rồi vợ em đi vô nhà. Đi vô nhà. Cái em không chịu. Em nói là em không chịu thì anh không đi về. Cái rồi xong em đứng đợi tới khoảng là 1-2 giờ sáng gì đó. Trời đất ơi, đúng rồi. Rồi thấy buồn ngủ quá đi về luôn. Quay. Là nó không ra thiệt luôn hả? Không ra thiệt luôn. Trời đất ơi. Sau đó là ngày hôm sau em qua bình thường, coi như là tối qua em chưa nói gì. Rồi cứ từ từ rồi thì vợ em thấy được tình cảm của em là chân thành. Mưa dầm thấm đất. Dạ rồi. Và sau 2 năm bên nhau thì cưới nhau và đến tháng 3 thì được 1 năm cưới nhau rồi. Rất chân thành, rất đáng yêu và mỗi lần anh ấy lục cái ký ức mình ra anh ấy nói rất là đáng yêu. Thật sự là như thế. Anh nghĩ em cũng rất là hạnh diện khi có người chồng vậy chứ hả? Đúng không? Cho anh hỏi vì sao em mang anh ấy tới đây? Tại vì á, ai cũng nói chồng em màu tím á. Nên là em muốn chồng em tham gia để xem mọi người nhận xét và đánh giá chồng em như thế nào. Đỏ hết trơn, đỏ rực một cả một bầu trời em ạ. Mà quan trọng em có thấy tím không? Dạ không, em dĩ nhiên là không thấy tím thì em mới cưới chứ. Cái đoạn đầu, lúc đầu em có thấy tím không? Gặp lần đầu tiên thì nhìn thấy tím. Cũng tím luôn đúng không? Hay quá. Thưa quý vị, đây là tình yêu cà tím. Thôi mệt quá.
con Sam hơn. Cảm ơn em đã đến với chương trình và cảm ơn bà xã đã động viên em để hôm nay em đến đây để em nói với mọi người là em đã có một cái bà xã dễ thương như vậy. Anh nghĩ là em cũng nên nói gì với cô ấy? Chắc chắn là lựa chọn của em là đúng. Hoặc nếu không đúng thì chắc là do em không có duyên. Ở mọi cái anh đó. Cảm ơn chắc anh. Chắn lựa chọn của em là đúng, nhưng không đúng là do em không có duyên. Nói tới đó là tôi đang ngồi ngoan đâu sao tự nhiên chọn đúng là nhỏ không có duyên. À cái cô cụ nó dừng 3 giây sau đó nó là không có duyên với anh đó. Nó à vậy thì là đúng rồi. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chương trình. Xin cảm ơn. Với businessman thành đạt của tôi, người đàn ông hoàn hảo, cho tôi một cái màu đi nào. Ồ, Hương Giang chuyển màu tím à. He's either this or this. Này em nói cái này là từ nãy nha, mọi người là đang bị confused theo em đó. Giờ vậy được không? Giờ vậy được không? 73. Trời ơi, 73 nữa chứ. Wait, wait, but if she thinks he's single, why she didn't pick him? Tại vì em thấy anh ấy có vẻ như là không thích em. No eye contact. So she thinks it's possible this show has 3 single? Em nghĩ vậy. Ok. Và xin mời Huy Phan. Shock. Yeah, come on. I'm getting shocked. Really?
Really? Ôi, chị Giang hay thế. Really? 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 Wow. Oh my goodness, somebody just help me. I'm getting shocked. I was right at the beginning. Chào anh. Xin chào tất cả mọi người và chào anh Trấn Thành. Em tên là Huy, hiện tại em đang là giám đốc tại công ty thiết kế nội thất Thái Công. Trời ơi, trời. Anh có tin là mới hồi hôm qua thôi tôi đang định đến cái công ty của anh để tôi kiếm đồ để mua đó. Cái tôi nói là tôi chưa kịp qua, tới bữa nay tôi gặp chúa tể Thái Công tôi muốn xỉu. Trời đất ơi, khoan, excuse me. Tôi sẽ rất thất vọng nếu anh trả lời anh đến đây vì để cho mọi người biết Thái Công là cái chỗ làm cái gì. Anh nghĩ là không cần, tại vì Thái Công mà ai cũng biết. Dạ, tôi cũng nghĩ vậy nha. Ok. Nên đấy, tôi mới hỏi là một cái điều gì khiến cho một ông CEO của Thái Công phải đến đây, nhưng mà tại sao anh lại chọn để nói nó ra? Thì Huy có cơ hội đi du lịch rất là nhiều đất nước trên thế giới, thì mình vẫn nhận thấy là về cái sự kỳ thị về giới tính nó vẫn còn ở Việt Nam và những cái vùng miền mà không phải là những thành phố lớn, thì cái sự kỳ thị này nó vẫn còn tồn tại. Và cái điều này nó vô hình nó làm cho những người cha mẹ sẽ làm khổ những người con cái của mình. Từ đó thì Huy muốn dùng cái hình ảnh của mình cũng giống như là Hương Giang, là những người có những cái suy nghĩ rất là tích cực về cuộc sống và muốn chứng minh cho mọi người có một cái hiểu đúng về cái người trong cộng đồng LGBT. Và qua phần đó thì cũng sẽ giúp cho những cái bạn mà chưa có được cái sự tự tin, và mình sẽ bước ra ánh sáng và sống một cái cuộc sống của mình. Vì mỗi người chỉ sống có một lần và mình phải sống làm sao cho đáng. Tôi phải xin lỗi anh ở chỗ này một tí anh Huy Phan ạ. Là nếu như anh nói rằng là anh dùng cái hình ảnh của mình ngày hôm nay đến đây để chứng minh cho mọi người thấy rằng là LGBT vẫn là cái người thành công, thì xin thưa với anh là anh đã làm đúng rồi đấy. Thực sự phải nói với anh Huy Phan như vậy này. Thực ra chúng ta những cái người mà may mắn hơn mọi người ngồi đây, chúng ta có cái cơ hội, có chương trình để chứng minh cho mọi người cái điều đó. Thực ra người ta có thể nói rằng là ủa không biết anh làm được gì cho cộng đồng chưa, chị làm được gì cho cộng đồng hay chưa. Nhưng mà họ không hiểu rằng là chỉ cần mỗi một cá nhân chúng ta cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt cái giá trị của chính bản thân mình, sau đó chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta chỉ cần xuất hiện thôi, điều đấy đã là một cái điều mà tác động ghê gớm tới cái việc ảnh hưởng rồi. Có thể chương trình này hai mùa vừa qua chúng tôi có rất nhiều những cái người trong cộng đồng LGBT đến đây, họ rất đàng hoàng. Nhưng một CEO của một thương hiệu lớn như thế mà tới đây, xin lỗi anh, đó là một cái sự thức tỉnh với mọi người. Sự xuất hiện của anh ở đây ngày hôm nay là một trong những cú hích rất lớn để thể hiện rằng là cộng đồng LGBT IQ cộng của chúng ta ngày một lớn mạnh, thành công hơn, có những người có địa vị và thành công trong xã hội. Xin lỗi chứ sự kỳ thị không có cửa cho những người như chúng ta, và đặc biệt là những người vẫn đang sở hữu trong mình một cái trái tim dũng cảm, dám nói rằng tôi là người thuộc giới tính thứ ba. Cảm ơn Hương Giang. Thưa quý vị, thế này nè, như chúng ta đã từng nói với nhau, để chứng minh thì chúng ta phải có một cái thành tích nào đó. Chúng ta không nói suông bằng miệng được rằng là tôi tốt đẹp, tôi thế này thế nọ. Thì thưa quý vị rằng có bao giờ quý vị tưởng tượng được trong cuộc đời của mình một cái ông CEO như thế này đến với một chương trình để nói với mọi người rằng tôi là thuộc cái màu tím này, và chỉ để cho mọi người thấy rằng đây là những cái người trong một cái cộng đồng nho nhỏ, nơi mà sự công nhận nó chưa được rõ ràng, để chứng minh một lần nữa cho mọi người thấy rằng nếu ai đó nói rằng tôi xấu hổ khi con cái tôi như thế này, tôi cảm thấy sợ hãi khi con cái tôi như thế kia, thì quý vị nhìn đây. Và một phần nữa là những người mà khi mà người ta có nhiều hơn trong cái cuộc sống, ví dụ như là vật chất hay thành công hay là danh phận, thì cái điều đó nó đồng nghĩa với cái việc cái áp lực nó càng lớn. Nhưng mà Huy vẫn quyết định là lựa chọn sống đúng giới tính của mình. Trước giờ là anh đã như vậy rồi hay là hôm nay là cái ngày anh quyết định để cho mọi người biết? Huy đã quyết định come out với gia đình cách đây 5 năm. Và thông qua chương trình này thì Huy cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ và một người chị và một người em gái, là những người rất là hiểu và rất là ủng hộ Huy. Nhưng mà cho em tò mò một chút xíu nha. Mọi người rất là thành công giống như anh, đồ ok, màu gì cũng được, không quan trọng. Tất cả mọi người đây đều nghĩ là anh đã có chủ rồi. Ok, thì trong chương trình ngày hôm nay Huy cũng muốn giới thiệu một người rất là đặc biệt đến tất cả mọi người. Đây là một người có một cái công sức rất là lớn để giúp Huy tự tin đứng trước hàng triệu khán giả để nói rằng tôi là một người trong cộng đồng LGBT. Đó là nhà thiết kế nội thất Watt Thái Công.
người yêu của ấy. Touching me so much. Cái điều hai anh vừa làm cho tôi sốc là tại vì mình không nghĩ là thưa quý vị, hai cái người thành đạt trong xã hội họ làm cái điều đó chỉ cho một cái game show. Oh my god. It's touching. Rất là cảm ơn các anh, là những cái người thật sự quá dũng cảm. Tôi nói thật là tại vì cái điều hai anh vừa làm nó không những nó gây sốc cho mọi người là chỉ vì người ta không thấy được cái sự show off, người ta thấy là cái điều mà hai anh muốn chứng minh cho thế giới thấy. Anh nghĩ gì về cái điều này ngày hôm nay anh xuất hiện ở đây? Thái Công chào các bạn. Thái Công nói tiếng Việt không có được rõ lắm, because Thái Công qua bên Đức lúc 9 tuổi và về Việt Nam được 6 năm và về đây 6 năm gặp Huy luôn, và Thái Công với Huy quen nhau bây giờ là đúng 6 năm. Và nhờ Huy Thái Công mới nói tiếng Việt nhiều hơn, là giỏi hơn. Huy nói với Thái Công là mình có nên tham gia cái chương trình này không, là mình sẽ coming out. Thái Công nói right away, we do it. Mình làm liền lập tức. Và Thái Công cũng hoan hô chương trình này rất là văn minh, vì cái đất nước Việt Nam có một cái chương trình đem người đồng tính lên sân khấu. Thì chúng ta rất là tự hào một cái đất nước đang phát triển, không phải là kinh tế không, chúng ta phát triển về tinh thần. Đất nước chỉ có hạnh phúc nếu đất nước nó công bằng. Dạ vâng. Nhưng mà thật sự ra thế này, họ là một nhóm rất ít, nhưng họ tồn tại trên trái đất, thưa quý vị. Và họ cần một danh xưng cụ thể, cần một sự công nhận cụ thể để được đối xử công bằng. Hồi xưa anh gặp ổng trong cái trường hợp nào mà tới giờ luôn hay vậy anh? Ai thích ai trước hả anh? Em nói trước đi. Thì Huy cũng là người học về business và về học về thiết kế nội thất, nên là Huy có cơ hội quen anh Thái Công. Cái tài năng của anh Thái Công đã thuyết phục Huy yêu đến giờ. Người ta yêu cái đầu. Cái câu này em nghe vợ em nói với em hoài à. Cái đầu không đủ, Thái Công cũng hơi khó tính một chút xíu. Thái Công nói là Thái Công yêu một người phải cần ba thứ. Dạ. Cái đầu là thông minh, và cái thứ hai là trái tim, phải có tình cảm, và cái thứ ba dĩ nhiên là có cái ngoại hình. Tại vì mình làm cái nghề này là cái nghề đẹp, mình cũng rất là thích mặc quần thời trang đẹp, là hai người rất là hợp với nhau. Nhiều khi bữa nay không có chọn trước nha, mà quần áo cũng hơi giống, không phải là partner, không là cố tình mặc giống nhau. Đúng không? Giống nhau thôi. Mà nhiều khi mình đi ăn á, thì Huy vô nhà hàng trước là Huy chọn cái món ăn, Thái Công vừa ngồi xuống định ăn cái món đó, Huy cũng chọn y chang cái món đó luôn. Còn gì nói nữa. Nó hay là hay chỗ đó, một người thiết kế, người làm CEO luôn, khỏi trả tiền lương cho ai hết. Đấy, có người này thiết kế, người kia bán xong cái nó hết hàng rồi anh thiết kế nữa đi rồi vậy thôi. Hợp lý. Sao em cũng có cái đầu, cũng trái tim, ngoại hình cũng đẹp mà giờ em chưa có ai đó? Em có em, tại vấn đề là em kén chọn thôi. Anh Công xem có bạn bè nào giới thiệu em. Anh Thái Công ơi, tại vì hôm qua đó thì em cũng có định ghé bên anh mua đồ rồi đó. Nãy giờ em thấy bên anh làm hay quá, hai anh làm mà cái gì cũng hay hết trơn, trời, bên bển đồ đẹp lắm chứ. Thế mai mốt mà lỡ em có xây nhà, em có tràn qua, có gì tính em những cái giá đẹp đẹp, cũng gọi là MC của một cái chương trình mà anh thích đó anh. Dạ, em nghĩ là mình cũng nên là bạn thân từ đây đi anh nhờ. Anh nói chuyện với CEO chứ. Sao anh có nghĩ là chúng ta có nên làm bạn nhau hay không? Tại vì em rất thích làm bạn với những cái người thành đạt và sống tốt xã hội. Tại vì em cũng là cái người luôn luôn mong cái thông điệp tốt với xã hội. Em thích những người vậy lắm anh ạ. Mình nói ngắn gọn thôi, ngày mai gặp anh Trấn Thành với Hương Giang qua bên Thái Công. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của nhà thiết kế Thái Công và cả anh Huy Phan đã đến đây trong chương trình và mang đến rất là nhiều những thông điệp ý nghĩa, cả những hình ảnh tốt đẹp. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho một cặp đôi quá tuyệt vời trên sân khấu, thưa quý vị. Anh Huy Phan và nhà thiết kế Thái Công.
Và bây giờ người đàn ông cuối cùng mời dơ bảng. Xanh gióm gì? Vâng, tất cả chúng ta đều hy vọng một màu xanh gióm gì sẽ xuất hiện. Mời dí dòm. Ok, mời em giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Ngọc Anh, em đến từ Hà Nội. Và hiện tại thì em đang là giám đốc điều hành của Villa by the Wolves, được thành lập bởi em và người anh trai em và người em trai của em. Wow, là của gia đình em luôn hả? Dạ vâng ạ, của ba anh em ạ. Cho anh hỏi là em bắt đầu biết kinh doanh từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ đây là start up của em ạ. Bắt đầu thôi ấy hả? Dạ vâng ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi ạ. Em bao nhiêu? Em 24. Vậy là người ta lớn tuổi hơn, tại cái mặt người ta nhìn trẻ bi bi thôi. Em có thấy chàng trai này ổn không? Thực sự thì qua những vòng mà tiếp xúc với nhau á, thì em thấy anh Ngọc Anh là một người chân thành. Một người khi mà giữa rất nhiều người chỉ nhìn duy nhất một hướng.
Em nhìn là vì em thật sự là thích cô ấy hay là em nhìn là vì em muốn chiến thắng trong cuộc chơi này? Em nhìn bởi vì em thích cô ấy ạ. Đấy, anh ơi, mấy người tên anh chân thành lắm, nói sao là đúng y chang vậy em đó. Em feel cái điện gì của cô này mà em thích cổ? Việc đầu tiên, đối với tất cả các đàn ông nói chung, thì em nghĩ là ngoại hình. Trước khi em biết tính cách của bạn ấy như thế nào thì em nghĩ là ngoại hình là cái gây ấn tượng đầu tiên cho tất cả giới đàn ông. Ok. Và bạn ấy là một người rất xinh gái ạ. Hay quá bé ơi, sắp có villa ở rồi. Không biết là các bạn sẽ đi đến đâu với nhau, nhưng mà trước mắt hai bạn là một cặp đôi trẻ. Và tôi nghĩ rằng là cái người trẻ nào cũng vậy, chúng ta có quyền sai, có quyền trải nghiệm, có quyền thử mọi thứ trên cái cuộc đời này, nếu như nó không thực sự để lại quá nhiều hậu quả và những cái hệ lụy, chúng ta chịu trách nhiệm cho những gì chúng ta quyết định. Nên hy vọng là hai bạn sẽ tìm được cho nhau một cái hướng chung, để biết đâu mình là một tri kỷ nào đó của nhau trong thời gian tới. Và trước tiên là chúng tôi sẽ giúp các bạn bằng việc là gửi tặng cho các bạn một bữa ăn tối rất đặc biệt tại hệ thống nhà hàng Hoàng Yến. Và mỗi bạn sẽ nhận được một điện thoại Samsung Galaxy A71 sở hữu nhiều công nghệ đột phá nhất hiện nay. Và xin gửi tặng cho các bạn đây, những cái phần quà này. Phết nha cưng nha. Rồi, rồi nhận nha. Rồi, còn nói gì nữa, chúc mừng đôi trẻ thưa quý vị. Xin mời các vị cô bác. Quý vị và các bạn thân mến, và một lần nữa xin được cảm ơn Adam Store đã cùng đồng hành với chương trình, mang đến những bộ trang phục tuyệt vời cho các bạn trai. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình, chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp. Cảm ơn các vị cố vấn đã cùng đến với chương trình. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào 20 giờ thứ 6 tuần sau trên HTV2 V Channel. Chương trình Người ấy là ai mùa 3 do V Channel thực hiện với sự tài trợ độc quyền của Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mừng. Chúc mừng. Với sự tham gia cố vấn của gia đình Hoa Giám Mục. Con xếp nha, lùa nha, ngoan nha, ngoan, phi bóng nha. Nhưng mà Eric là vừa mới ra single mới đúng không? Wow. Chắc là tặng cho mọi người một câu chứ nhỉ? Chứ còn nói gì nữa. Anh thật sự ngu ngốc, bao vì người ấy cũng không sống. Nó tầm người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không? Bài hát tên hay lắm anh. Em không sai, chúng ta sai. Nữ chính không sai mà ban cố vấn sai. Sai hết. Sai hết. Nhưng mà em đã ra single mới. Vậy thì một câu luôn thôi. Nói gì nữa là phải hát cho mọi người nghe luôn. Yên. Để em nhớ lời cái. Lâu quá chưa hát quên rồi phải không em? Rồi, chẳng còn. Hòa mình có thể để là mùa sau em hát cũng được. Không được, không thể. Nhớ là chưa? Lâu lắm, nhớ lại rồi chứ. Nhớ lại rồi. Còn, thôi bạn. Còn chứ, còn. Còn Deus. Ngu ngốc bằng. Đúng, nhưng mà hát như nào cơ ấy? Eo này, anh Mr. Siro xem được đoạn này là anh ấy hạnh phúc lắm đấy. Thưa quý vị, những ca sĩ không thuộc bài của mình dù mới ra. Không phải, lâu lắm em đi tham gia game show, em hồi hộp quá. Chẳng mấy khi còn tin, chẳng mấy khi còn tin. Điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều, vẫn nghĩ mình yêu đúng người. Thế thôi. Wow. Hãy cùng đón xem tập 5 của Người ấy là ai?
được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần.